Hello mọi người. Chào mọi người. Hello mọi người. Mọi người khỏe không? Chào mọi người. Chi lại trở lại rồi đây. Và trong một cái video vừa là ngẫu hứng lại vừa được yêu cầu. Nói chung là Chi có một cái post ở trên Instagram ngày hôm qua hỏi về mọi người rằng là mọi người muốn chủ đề gì tiếp theo. Thì có rất là những cái ý kiến, nhiều những cái ý kiến khác nhau. Thì chị đã tổng hợp lại và để quay dần. Thì cái chủ đề đầu tiên mà chị thấy mọi người comment rất là nhiều, yêu cầu rất là nhiều, đó là lời nhắn ngay tại thời điểm này, thông điệp ngay tại thời điểm này, lời khuyên cho cái thời điểm hiện tại. Cho nên là chị đã làm cái video này đầu tiên, và định là không quay ngay ngày hôm nay đâu. Nhưng mà ngày hôm nay lại vô tình rảnh. Ôi, nhạc to quá mọi người ơi. Nhưng mà mong là mọi người vẫn nghe thấy. Cho nên là chị đã làm luôn cái video này. Mọi người đợi chị một xíu nha, chị sẽ đóng cái cửa sổ lại. Nhạc to quá. Đổ nước con. Em mèo rất là nghịch. Vẫn bị to đúng không mọi người? Vẫn bị nhạc to thì phải. Mong là mọi người vẫn nghe thấy. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề này ha, xem là ngay tại thời điểm này các bạn được nhắn nhủ điều gì. Cái thông điệp đầu tiên, cái thông điệp ngay tại thời điểm này dành cho các bạn là gì? Chi sẽ có 3 tụ bài ngày hôm nay, gồm 3 mặt đá. Thì ba cái mặt đá này, nếu như các bạn cần thông tin, Chi sẽ để thông tin ở dưới phần giới thiệu ấy, để xem là các nếu như dành cho những các bạn mà muốn tìm thông tin các sản phẩm mà Chi sử dụng thì Chi để ở dưới cái phần giới thiệu ha. Bây giờ Chi sẽ cho mọi người chọn. Tụ 1, tụ 2, tụ 3, 1, 2, 3. Mọi người có thể pause lại ha. Ok. Mọi người có thể dừng video lại để chọn tụ. Trời ơi, cái quán cà phê dưới nhà Chi nghĩ là giờ này an toàn rồi, không có bị nhạc nữa, Chi mới bắt đầu quay mà tự nhiên giờ này các bạn ấy mở nhạc. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên. Xem là tụ đầu tiên với các bạn chọn mặt đá vỏ ngọc trai. Một mặt đá rất là đẹp. À, không phải mặt đá mà là mặt vỏ ngọc trai bằng bạc. Bạc viền bên ngoài và vỏ ngọc trai ở bên trong. Ok. Lời nhắn nhủ nào dành cho các bạn ngay tại thời điểm này, các bạn tụ một. Gần lại môn. Lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho các bạn chọn tụ tụ vỏ chai. Lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho các bạn chọn tụ vỏ chai. Chị sẽ lấy bài ra trước, sau đó cùng lật với mọi người. Mọi người có thể tua trước một chút nhá, để tới với phần trải bài.
Với những ai đã quen xem kênh của Chi rồi thì các bạn sẽ biết là Chi sẽ cùng ngồi trả bài với mọi người. Và mọi người có thể tua tụ một vỏ chai, vỏ ngọc chai, vỏ của con trai. Các bạn có thông điệp gì ngay tại thời điểm này? Thông điệp dành cho các bạn tụ một ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho các bạn tụ một ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho các bạn tụ một. Nhà lúc nào cũng rất là nhiều tạp âm. Thông điệp dành cho tụ một ngay tại thời điểm này kết nối với tất cả các bạn. Chọn tụ một, các bạn đang cần nghe điều gì ngay tại thời điểm này? Chị cảm thấy là các bạn đang muốn sinh ra một cái gì đó mới ấy. Cái này có thể là nghĩa đen hoặc là nghĩa bóng nha. Có thể là các bạn, có một số bạn thì đang muốn sinh em bé, hoặc là đang chuẩn bị sinh em bé, hoặc là đang mới bầu hoặc là chuẩn bị bầu. Còn một số bạn thì nghĩa bóng là các bạn đang muốn bắt đầu một cái gì đó mới, bắt đầu kinh doanh hoặc là học một cái gì đó mới, hoặc là muốn có một cái dự án nào đó mới. Các bạn đang rất là khí thế để muốn cái này nó không phải là bị động bước vào một cái hành trình mới đâu, mà cái này là các bạn muốn sinh ra một cái gì đó mới, các bạn muốn tạo ra một cái gì đó rất là mới cho cái chặng đường của mình. Tụ một lời nhắn nhủ ngay tại thời điểm này dành cho tụ một, bất kỳ là điều gì mà các bạn mong muốn thể hiện, mong muốn sinh, mong muốn tạo ra ở trong cái thời điểm này, thì đây là một cái lời nhắn rất là rõ ràng từ vũ trụ rằng là các bạn đang đi rất là đúng đường, và các bạn cần phải vững tin vào cái ý tưởng này của mình, vào cái hành trình này của mình. Rất có thể là chị cảm thấy là có một số bạn ở trong tụ một này, các bạn đang muốn kinh doanh một cái gì đó mới, hoặc là các bạn đã có kinh doanh rồi nhưng mà các bạn muốn đi một cái hình thức nào đó mới chẳng hạn, một cái gì đó nó mà các bạn tự nghĩ ra chủ động ấy, chứ không phải là bị động bước vào một cái hành trình mới như là những lần trước mà chị nói nữa. Thì đây là một cái lời nhắn rất là rõ ràng, một cái lời nhắn nhủ rằng là it's time. Đã đến lúc mà các bạn dũng cảm để mà bước theo nó. Trong cái khoảng thời gian vừa qua có thể là nó trì trệ rất là nhiều, bị trì hoãn rất là nhiều bởi thứ nhất là sao hỏa nghịch hành nữa. Cho nên là đây là một cái lời nhắn dành cho các bạn là đã đến lúc để bắt đầu. Mặc dù là hình như vẫn đang trong sao hỏa nghịch hành, hình như nó còn vẫn còn đang tới 14 tháng 10 thì phải. Nhưng mà đối với cái tụ bài này thì Chi thấy rằng là đây đã là cái khoảng thời gian để các bạn ấp ủ đủ rồi, và để cho ra một cái gì đó mới. Tụ 1. Tụ 1. Kết nối với năng lượng tụ 1. Lời nhắn dành cho các bạn ở thời điểm hiện tại. Chi sẽ dùng lời nhắn ở thời điểm hiện tại dành cho tụ 1. Lời nhắn ngay tại thời điểm hiện tại dành cho tụ 1. Lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho tụ 1. Moon ơi, đừng có cào. Lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho tụ 1. Lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho tụ 1 trai. 13. Có thể là ngày 13. Moon sẽ là một ngày có một cái sự chuyển biến quan trọng chẳng hạn, hoặc là cái gì đó liên quan tới số 13 mà Chi cảm nhận được ở đây. Ok, chúng ta sẽ xem tụ 1 các bạn có lời nhắn nhủ gì ngay cho các bạn ngay trong thời điểm này.
Đi ra nhanh lên. Patient. Đối với cái lá fruition, chị đang định bảo là đối với cái lá patient này thì chị không cảm nhận được rằng là đây là cái lời nhắn dành cho các bạn phải kiên nhẫn hơn nữa, mà chị cảm giác như là các bạn đã kiên nhẫn trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua rất là lâu rồi. Cái sự trì hoãn mà chị nói tới, cái sự trì trệ mà chị nói tới, đình trệ, nói chung là một cái sự trì hoãn nào đó trong cái kế hoạch của các bạn mà các bạn đã chờ đợi rất là lâu rồi, thì nó lên cái lá fruition này, nghĩa là nó không còn cái khoảng thời gian mà các bạn kiên nhẫn vừa qua, nó sẽ là cái kết quả ở cái thời điểm này. Sắp tới sẽ là cái thời điểm mà cái kết quả của bạn, cái khu vườn của bạn nó ra hoa kết trái, và nó sẽ rất là xứng đáng với tất cả những cái mà các bạn phải kiên nhẫn trong cái khoảng thời gian vừa qua. Balance. Chị sẽ lật hết bài lên. Trong cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà các bạn kiên nhẫn vừa qua, các bạn dành thời gian vừa qua, là cái khoảng thời gian mà các bạn lấy lại cân bằng trong cái khoảng thời điểm, trong suốt những cái chặng đường mà disruption này, cái chặng đường, cái này là the tower moment á, cái chặng đường tower moment của các bạn, cái chặng đường mà bị sét đánh, bị dông bão, bị quật cường, hoặc là bị đình trệ quá là lâu rồi, và nó khiến cho cái cảm xúc cũng như là cái sức khỏe tâm lý của các bạn nó rất là bị ảnh hưởng. Các bạn dường chỉ cảm giác, có một cái cảm giác là các bạn dường như rất là mệt mỏi với cái chuyện chờ đợi. Mặc dù là các bạn, có một số bạn ở trong cái tụ này á, chị cảm thấy là mặc dù các bạn không làm gì quá nhiều trong cái khoảng thời gian vừa qua đâu, nhưng mà cái tinh thần của các bạn, cảm xúc tinh thần của các bạn, tâm linh của các bạn rất là mệt mỏi, bởi vì cái khoảng thời gian vừa qua các bạn chờ đợi khá là nhiều, hoặc là kiên nhẫn với bản thân mình, hoặc làm việc cân bằng lại bản thân mình rất là nhiều trong cái khoảng thời gian vừa qua. Cho nên là trong cái khoảng thời gian sắp tới, nó sẽ là cái khoảng thời gian mà nó trả lại tất cả những cái gì xứng đáng cho cái chặng đường đó của các bạn. Các bạn có cái màu xanh lá rất là rõ ràng ở đây. Chị thấy rằng là trong cái chặng đường vừa qua, nếu như bạn có gặp một số những cái tổn thương về mặt cảm xúc, hoặc là có trong cái khoảng thời gian vừa qua là một cái khoảng thời gian mà nó gợi lại những cái ký ức mà khiến cho bạn phải đối mặt với cái tổn thương cũ đó, thì cái khoảng thời gian này đang là cái khoảng thời gian nó cân bằng lại, và cân bằng lại cái luân xa trái tim của bạn. Tức là trong cái khoảng thời gian vừa qua các bạn đã phải làm việc với rất nhiều những cái tổn thương mà nó gợi lại cho các bạn những cái sự tức giận. Một số bạn ở đây chỉ nhìn thấy là cái sự tức giận, cái sự ghen tuông, cái sự đổ lỗi, cái sự khó mà tha thứ cho người khác hoặc là tha thứ cho bản thân thông qua cái màu sắc của luân xa trái tim. Các bạn cảm thấy thiếu cái sự bao dung, các bạn phải luyện tập rất là nhiều, các bạn phải cân bằng lại, các bạn phải đào thải, các bạn phải buông bỏ giận dữ, bạn buông bỏ những cái sự trách móc giận hờn đối với vũ trụ, đối với tất cả mọi thứ. Và chính vì cái khoảng thời gian mà các bạn balance, các bạn cân bằng trong cái khoảng thời gian vừa qua, mà ở cái khoảng thời gian này và sắp tới, các bạn sẽ, những cái điều ước của các bạn nó sẽ trở thành hiện thực, những cái điều ước của các bạn nó sẽ trở thành những cái sự ăn mừng, những cái được chúc mừng, những cái vui mừng hơn đến với các bạn và những người bạn xung quanh, và những cái người xung quanh, cái cộng đồng xung quanh của bạn. Có những cái điều ước mà ở thời điểm hiện tại, cái lời nhắn ở thời điểm hiện tại á, mà chị nhìn thấy rõ nhất ngay tại thời điểm này, khi mà nhìn thấy cái 6 lá đầu tiên này và cái lá Triumph Success này nữa, sẽ có một cái điều ước của bạn trở thành hiện thực. Cho dù đó là cái điều ước mà bạn mong muốn, như lúc đầu mà chị đã nói đến cái việc là các bạn mong muốn đến với một cái mở một cái gì đó, sinh ra một cái gì đó ngay từ lúc đầu mà khi mà chị trao bài á, thì đó, cái chuyện đó nó sẽ xảy ra trong cái khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian sắp tới. Và bạn cần biết rằng là đó là cái điều ước mà bạn đã ước từ rất là lâu rồi. Ở đây cái tụ một, cái thông điệp mà các bạn cần biết ngay tại thời điểm này, đó là có một cái điều ước nào đó của các bạn ở trong cái thời gian sắp tới nó sẽ trở thành hiện thực, và nó sẽ có cái kết quả của nó á. Và các bạn có 9 xu nữa. Cái kết quả của nó còn vượt qua cả cái sức tưởng tượng của các bạn, có nghĩa là nó còn đầy đặn, nó còn trọn vẹn, nó còn vui mừng, nó còn tích cực hơn là cái điều ước mà bạn ước ấy. Nó đi theo đúng cái hướng mà bạn mong ước. Thậm chí là nếu như không đúng cái hướng mà bạn mong ước thì nó còn tuyệt vời hơn thế nữa. Đi xuống ngay, nhanh lên. Ai cho con đi vào đấy? Nghịch quá cơ. Nó còn tuyệt vời hơn là cái
cái sự mong chờ của các bạn. Chị cảm có một cái cảm giác như là có một số bạn thì ngay từ lúc đầu mà chị đã kể ra một số những cái trường hợp á, thì có thể là các bạn đang mong chờ một cái tin vui bầu bí nào đó, hoặc là các bạn đang đợi sinh á, thì cái lời nhắn dành cho các bạn ở đây là mọi thứ sẽ rất là suôn sẻ. Cái điều thứ hai là các bạn đang mong chờ một cái điều ước nào đó về cái phần mà tài chính ấy, thì chắc chắn là trong cái khoảng thời gian sắp tới với những cái lá này, các bạn sẽ hoàn toàn được trao cho những cái nguồn tài chính, những cái sự thành công trong cái kế hoạch, trong cái dự án, trong cái điều ước của các bạn về mặt tài chính, về mặt công việc, sự nghiệp. Nó sẽ rất là tuyệt vời ở cái khoảng thời gian phía trước. Các bạn có 10 kiếm và Queen of Pentacles và Seven of Pentacles. Yeah! Chị cảm giác cái tụ này là cái tụ mà đang mong muốn biết những cái thông điệp về tài chính công việc rất là nhiều ấy. Phần lớn là chị cảm nhận được cái nguồn năng lượng về tài chính công việc. Thì chị ở đây chị thấy rằng là đúng là các bạn đã gieo mầm từ rất là lâu rồi ấy. Phải là khoảng tầm 4-5 tháng trở lại đây, các bạn đã gieo mầm rất là nhiều. Các bạn cố gắng kiên nhẫn này, các bạn cố gắng học hỏi này, cố gắng bồi đắp kiến thức, rồi là cố gắng tìm hiểu thêm, cố gắng trấn an, cố gắng cân bằng, cố gắng chăm sóc bản thân mình, cố gắng chăm sóc lại cả cái tinh thần, tâm linh, lẫn cảm xúc, lẫn cái bề ngoài của mình. Cho nên là mọi thứ ở cái thời điểm sắp tới nó sẽ rất là được cân bằng. Các bạn đã phải chiến đấu một cái khoảng thời gian rất là dài, đi một cái quãng đường. Các bạn tưởng tượng như với cái hình ảnh này, chị cảm giác như là các bạn đi ở trên sa mạc, mặc dù đây chưa chắc đã là hình ảnh của sa mạc, chắc không phải hình ảnh của sa mạc hoặc là một cánh đồng nào đó, nhưng mà chị cảm giác như là các bạn đã đói khát. Với một số bạn thì có thể là các bạn gặp khó khăn trong tài chính trong khoảng nửa năm trở lại đây, và các bạn đang rất mệt mỏi với cái khoảng thời gian này. Thì cái khoảng thời gian sắp tới, thì trong vòng mười mấy ngày nữa thôi mọi người ạ, là chị cảm giác như là tất cả mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Mọi thứ nó sẽ, các bạn sẽ có một cái điều gì đó nó bật ở trong đầu, nó sẽ rất là rõ ở trong đầu, và mọi thứ nó sẽ flow, nó sẽ trôi chảy một cách rất là tuyệt vời trong cái năng lượng tài chính công việc sự nghiệp của các bạn, hoặc là bất kỳ điều ước nào nhá. Nếu như các bạn có một cái điều ước về tình cảm, tất nhiên cái này là trải bài chung, không phải là ai cũng sẽ đúng với 100% tất cả những cái mà chị nói ra ở trong một tụ bài. Nhưng mà chị cảm giác là có những bạn thì có những cái điều ước cả về mặt tình cảm nữa. Nhưng mà chị không cảm giác là các bạn mong ước rằng là sẽ với một cái đối tượng cụ thể nào đó, mà đối với những bạn, cái lời nhắn này nó sẽ liên quan đến với những bạn mà các bạn có một cái lời ước chung về cái đời sống tình cảm của mình. Và các bạn, đặc biệt là ở cái tụ này thì chị không cảm giác là các bạn tập trung vào chuyện tình cảm quá là nhiều, nhưng mà các bạn vẫn muốn có một cái gì đó để tựa vào, vẫn muốn có một cái gì đó để have fun, để chúc mừng cùng với một cái người nào đó đặc biệt với các bạn. Thì trong cái khoảng, hoặc là một người bạn, hoặc là bạn đang có một điều ước về một mối tình bạn nào đó trở nên tuyệt vời hơn, thì ở đây chị nhìn thấy rất rõ là cái điều ước đó nó trở thành hiện thực, và các bạn sẽ cùng có những cái khoảng thời gian rất là chất lượng với nhau, rất là vui mừng với nhau. Các bạn có don't deem to fit in, các bạn có play it, các bạn có boundary, các bạn có trust the niggle, các bạn có build strength, các bạn có plan a vacation và connect with crystal, các bạn có finances and career. Trong cái bộ Romance Oracle này thì các bạn có được cái lá Financial Career. Đó chính là cái lý do vì sao mà chị cảm thấy là các bạn hoàn toàn tập trung rất nhiều vào cái công việc sự nghiệp của mình. Tuy nhiên thì ở trong cái khoảng thời gian sắp tới á, ở trong cái khoảng thời gian này, đối với một số bạn mà chị nhìn thấy thì các bạn đã có một cái đối tượng nào đó. Nếu như các bạn chưa có đối tượng thì đây không phải là tin nhắn dành cho các bạn nhé. Nhưng nếu như các bạn đã có đối tượng rồi thì cái đối tượng này có thể là the one của mọi người. Và hãy, nhưng mà ở cái thời điểm hiện tại thì chị thấy rằng là mọi người vẫn đang cân bằng và tập trung vào cái nguồn năng lượng và cái sự phát triển của mọi người, cho nên là vào cái tài chính và cái công việc sự nghiệp, cho nên là mọi thứ ở tình cảm nó đang ở cái mức độ là nó flow rất là nhẹ nhàng và không có gì phải lo lắng cả. Thì nếu như mọi người đã có đối tượng rồi và đang mong chờ một cái, bên cạnh cái việc mà lo lắng cho công việc sự nghiệp của mình, thì có mong chờ về một cái sự tiến triển trong với một người nào đó, thì ở cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà bạn nhận được cái câu trả lời, nhận được cái điều ước này của mình rất là rõ ràng. Cái người đó, cái mối quan hệ đó nó sẽ
có những cái bước đi, có những cái bước tiến mà nó nâng cao hơn, và cái người này có thể là cái người này, Chi nhìn thấy là cái người này họ sẽ chủ động nhiều hơn nữa trong cái mối quan hệ này, và rất có thể là Chi cảm giác như có một số bạn ở trong cái tụ này các bạn đã có người yêu rồi hoặc là đã có đối tượng rồi á, thì Chi cảm giác là các bạn đang tập trung rất nhiều vào công việc sự nghiệp và thỉnh thoảng các bạn sẽ cảm thấy là hơi mệt mỏi một chút xíu á, thì cái người này sẽ là cái người ở bên cạnh và động viên bạn rất là nhiều. Cái chặng đường này đang là cái chặng đường mà các bạn nâng cao cái sự phát triển của bản thân từ mặt, kể cả là mặt tâm linh, thể chất, cơ thể vật lý hay là tâm trí hay là cảm xúc, cả bốn cái mảng đó trong năng lượng của một con người thì các bạn đều đang cân bằng lại tất cả mọi thứ, cho nên là cái người này ở bên cạnh bạn vì một cái lý do nào đó để cho giúp bạn có thể nhẹ nhàng hơn trong cái câu chuyện tình cảm của mình. Đó là tin nhắn dành cho những bạn mà đã có đối tượng hoặc là đã có người yêu rồi nhá. Một cái lời nhắn nữa mà Chi nhìn thấy ở đây là ở trong cái khoảng thời gian hiện tại, Chi nghĩ rằng cũng do rằng là bạn làm việc quá là nhiều, có nghĩa là bạn tập trung vào cái việc công việc này, phát triển bản thân này, bạn tập trung vào cái việc có thể ở cái tụ này bạn là một cái người mà đi với cái hành trình chữa lành, hay là bạn là một cái người đọc bài tarot, hoặc là bạn là một cái người làm reiki, hoặc là bạn là một cái người làm cái công việc gì đó liên quan đến chữa lành, kể cả là bác sĩ hay là thầy thuốc hay là châm cứu, chị không biết tại sao chị nói những cái điều đấy, hoặc là đang học về thuốc đông y, hay là nói chung là bất kỳ một cái gì đó liên quan đến cái việc chữa lành, hoặc là học thiền, hoặc là đi đến với cái việc là dạy thiền á, thì bất kỳ một cái công việc gì mà các bạn đang làm với một số bạn ở tụ này, chị thấy rằng là các bạn đang có một cái hành trình để đi đi vào sâu vào hơn vào cái con đường chữa lành, cho nên là ở cái thời gian mà các bạn bước vào á, có thể là các bạn là một cái trái tim rất là thấu cảm, cho nên là các bạn nhận lời giúp đỡ cũng như là một cách rất là hy sinh cái năng lượng của mình. Chi không nói rằng giúp đỡ người khác là xấu, nhưng hãy đặt cái giới hạn trong cái việc là mình giúp đỡ một cách vô điều kiện, mình trao đi cái tình yêu thương một cách vô điều kiện, nhưng trước hết nó phải bắt đầu từ cái việc mình yêu thương và có cái giới hạn cho bản thân mình trước đã, mình yêu thương vô điều kiện bản thân mình trước đã. Thì ở đây Chi có thấy rằng là một số bạn, các bạn đang bị kiểu như là mệt mỏi á, kiểu như là bị mất năng lượng rất là nhiều trong cái việc là các bạn giúp đỡ người khác cũng như là nói có với người khác, cho nên là ở thời điểm này cũng có một cái đặc biệt là có một cái mối quan hệ nào đó trong công việc, hoặc là một cái người khách hàng nào đó của các bạn, hoặc là một người bạn nào đó của các bạn, nhưng mà rất là muốn mong chờ hoặc là yêu cầu một cái điều gì đó từ các bạn, nhưng mà các bạn đang cảm thấy rất là không có được thoải mái cho lắm và hơi khó chịu với cái lời đề nghị đó, với cái sự yêu cầu và nhờ vả đó, thì hãy nhớ rằng là tôn trọng cái giá trị cũng như là cái năng lượng của bản thân trước. Moon, trời ơi mệt với con quá, cứ chọn cái giờ mà người ta quay video để mà nghịch ấy. Ok, thì đó, hãy nhớ rằng là hãy tin tưởng vào cái sự cảm giác của các bạn và cái năng lượng của các bạn. Bất kỳ khi nào mà các bạn cảm thấy là các bạn đối diện với một tình huống nào đó, các bạn đối diện với một người nào đó, với một mối quan hệ, với một lời đề nghị, với một sự yêu cầu nào đó mà các bạn tự nhiên các bạn cảm thấy khó chịu, các bạn cảm thấy là mình cứ cảm giác như là nếu như mình nhận cái lời này thì mình sẽ hơi bị bắt ép á, hơi bị kiểu như khó chịu ấy, thì hãy tin vào cái trực giác đó của mình, tin vào cái niggling, tin vào cái sự cảm giác của mình, cái tiếng nói từ bên trong của mình đang mách bảo mình nên dừng lại và có cái giới hạn ở trong bản thân mình hơn. Bởi vì Chi thấy rằng là các bạn ở tụ này, các bạn là một cái người mà có một cái năng lượng rất là thấu cảm, các bạn có thể là một empath hoặc là các bạn có thể là star seed đang đến để thực hiện cái sứ mệnh của mình, cái sứ mệnh mang lại ánh sáng ở trong cái thế giới, trên cái thế giới 3D này, cái thế giới vật lý này, cho nên là mọi thứ nó đối với bạn á, thỉnh thoảng nó sẽ có những cái sự cạn kiệt vào trong năng lượng khi mà bạn hy sinh quá nhiều cái nguồn năng lượng của mình đến với người khác. Có một cái nữa mà Chi cũng nhìn thấy rằng là quay trở lại với cái lời nhắn, tại vì Chi vừa mới nhận được cái tin nhắn đó, thì quay trở lại với cái lời nhắn là nếu như các bạn đang có một cái dự định nào đó, hoặc là các bạn đang vừa mới mở một cái gì đó, sinh ra một cái gì đó, như Chi cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen như Chi vừa mới nói ở đoạn đoạn đầu video á, thì hãy nhớ rằng là bản thân các bạn là một người rất là đặc biệt, cho nên là có những cái các bạn cần phải lắng nghe cái sự đặc biệt đó của mình. Ví dụ như các bạn đến với mở ra một cái dịch vụ nào đó, hoặc là một cái sản phẩm, hoặc là buôn bán kinh doanh một cái gì đó,
có thể là cái sản phẩm đó giống với người khác, có thể là cái dịch vụ đó giống với người khác, nhưng các bạn sẽ rất là sáng tạo trong cái việc là các bạn có một cái gì đấy đặc biệt hơn người ta. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ nghĩ ra được một cái gì đấy mà khiến cho cái dịch vụ, cái sản phẩm của các bạn nó đặc biệt hơn người khác, hoặc là cái khiến cho cái chặng đường, cái phương pháp chữa lành của các bạn chẳng hạn đặc biệt hơn người khác. Thì hãy nhớ lấy cái điều đó và đừng để lỡ bất kỳ một cái ý tưởng nào mà các bạn được mách bảo trong cái khoảng thời gian này cũng như là sắp tới. Hãy tin tưởng vào cái sự mách bảo đó. Các bạn có crystal, các bạn có children, các bạn có speaker và talk to angels. Đó, cho nên là Chi mới thấy rằng là các bạn, đối với một số bạn ở cái thời, ở cái chặng đường của các bạn á, Chi có nhìn thấy là có một số bạn, các bạn có cái khả năng mà public speaker, có nghĩa là có những cái khả năng truyền đạt, nhưng mà không chỉ là nói một cái gì đó mà không có ý nghĩa, mà có nghĩa là các bạn sử dụng cái lời nói của mình, cái ngôn từ của mình, cái năng lượng mà các bạn xuất hiện trước mọi người để mà các bạn truyền đạt một cái gì đấy, chữa lành cho mọi người, truyền đạt. Tại vì ở đây chúng ta có lá speaker và lá play it. Thì các bạn có một cái năng lượng của một cái sự truyền đạt lại một cái kiến thức, một cái sự thông thái nào đó đến cho mọi người. Thì hãy nhớ rằng là tin tưởng vào cái tiếng nói của mình. Rất có thể là trong cái khoảng thời gian vừa qua thì các bạn nghi ngờ cái tiếng nói của mình. Chính vì thế mà nó cũng có cái tin nhắn, cái thông điệp về cái việc là đừng có nghi ngờ cái sự đặc biệt của mình á. Khi mà Chi nói về cái việc là các bạn sẽ có một cái phương pháp nào đó, một cái dịch vụ, một cái sản phẩm, một cái kiểu cách nào đó, một cái phương pháp nào đó mà nó khác với mọi người. Có thể ví dụ như là các bạn là tarot reader chẳng hạn, các bạn làm YouTube chẳng hạn, hoặc là các bạn có một cái các bạn làm một cái ngành nghề đó liên quan đến truyền thông chẳng hạn, mà các bạn đang muốn truyền tải một cái thông điệp ý nghĩa đến cho giới trẻ, và các bạn có cả children ở đây nữa, đến cho giới trẻ, đến cho những cái người mà ở thế hệ mới chẳng hạn, thì các bạn sẽ không nói như những người khác nữa, mà các bạn sẽ có một cái gì đấy rất là đặc biệt. Bạn sẽ có một cái gì đấy mà đặc biệt ở trong chính cái linh hồn, trong chính cái bản thể ánh sáng của các bạn, để các bạn có thể làm nổi bật bản thân mình lên và đi một cái chặng đường nó đặc biệt, với một cái hành trình mà nó đặc biệt đối với các bạn, chứ không phải là giống bất kỳ một ai khác. Rất có thể là các bạn cũng đang học chữa lành với đá, đá chữa lành crystal á, các bạn đang học một cái khóa chữa lành với đá. Cái này thì ở Việt Nam thì chị không biết là có chưa, nhưng mà ở nước ngoài thì có thể các bạn đang xem cái video này từ nước ngoài. Nó có rất là nhiều những cái khóa về chữa lành với đá, hoặc là chính trong Reiki cũng vậy. Chữa lành bằng Reiki thì cái người mà thực hành Reiki á, trên trên cái cơ thể của một người khác á, họ cũng dùng đá rất là nhiều để có thể, thứ nhất là có rất là nhiều công dụng đến từ đá ở trong Reiki, nhưng mà chị sẽ không đi sâu vào đó vì chưa có chuyên môn về cái vấn đề đó. Nhưng chị có làm Reiki mỗi tháng, cho nên là chị biết rằng là cái việc mà sử dụng đá và bài tarot cũng phục vụ rất nhiều cho những người mà thực hành Reiki. Cho nên là có thể là các bạn đang học những cái sự chữa lành cũng như là cảm nhận năng lượng của đá chẳng hạn, thì hãy nhớ rằng là đây là một cái hướng đi đúng. Và các bạn, nếu như các bạn vẫn đang hỏi rằng là mình có đầu tư vào đúng cái hướng đi này hay không, thì đừng lo, các bạn đang đi đúng hướng rồi. Đừng có hỏi đi hỏi lại bản thân mình một cái câu hỏi mà mình đã chắc chắn ở bên trong cái tiếng nói bên trong của mình rồi. Chỉ có điều là cái ego của các bạn, cái tôi của các bạn ngày nào nó cũng hỏi đi hỏi lại câu đấy, vì nó vẫn còn những cái sự sợ hãi, vì nó những vẫn còn những cái cơ chế bảo vệ các bạn khỏi những cái sự tổn thương, khỏi những cái vòng lặp cũ một cách thái quá. Cho nên là các bạn cần phải hiểu rằng là mình đang đi đúng đường. Và cái thứ hai nữa mà chị nhìn thấy á, là các bạn đang được hướng dẫn một cách rất là chặt chẽ. Chị không biết tại sao có một cái nguồn năng lượng rất là chữa lành đến từ tụ một này, thì các bạn đang được hướng dẫn rất là nhiều bởi những cái thiên thần hộ mệnh của các bạn, bởi thiên thần cũng như là đội bảo hộ tâm linh của các bạn. Cho nên là các bạn có một cái trực giác rất là tốt, vì thế hãy lắng nghe cái trực giác đấy của mình, bởi vì các bạn đang được hướng dẫn rất là chặt chẽ, kiểu như là cái đội của các bạn nó rất là rất là gần nữa. Mỗi khi mà các bạn định làm một cái gì đó, hoặc là định quyết định một cái gì đó, nhưng mà ngay lập tức là các bạn cảm thấy rằng là nó không ổn, hoặc là mình cảm thấy khó chịu á, thì các bạn dừng lại ngay lập tức, hoặc là các bạn tự nhiên các bạn ngồi và các bạn cảm nhận rằng là à, mình có một cái gì đó mình rất là muốn làm, mình rất là muốn thực hiện nó ngay tại thời điểm này, thì hãy đứng lên làm nó ngay lập tức. Thì đó là cái cách mà đội bảo hộ tâm linh của bạn liên kết và kết nối với bạn một cách rất là chặt chẽ. Các bạn có The Star,
các bạn có 7 xu cũng như vậy, một lá 7 xu lại một lần nữa hiện lên. Cái khoảng thời gian vừa qua các bạn đã làm việc rất là chăm chỉ, và ở cái thời điểm này cũng thế, chị thấy rằng là các bạn có một cái mục tiêu rất là rõ ràng, các bạn có một cái định hướng cho bản thân mình rất là rõ ràng, chỉ là các bạn chưa tin tưởng vào cái định hướng đó lắm thôi. Cho nên là các bạn cần một cái sự cổ vũ để các bạn bước vào cái hành trình đó. Các bạn có 6 xu và 4 xu. Cái này là chị nhìn thấy rất là rõ ngay tại thời điểm đầu, là ở cái thời gian vừa qua là các bạn rất cảm thấy rất là khó khăn trong cái công chuyện công việc hoặc là cái câu chuyện tài chính của mình. Cho nên là ở cái thời điểm này các bạn vẫn còn sợ hãi rất là nhiều và không có dám tiêu pha, hay là không có dám chiều chuộng bản thân mình, hay là các bạn đang lên một cái kế hoạch đi một đâu đó, đi du lịch một đâu đó, nhưng mà các bạn cảm thấy rằng là chết rồi, mình làm gì có tiền mà đi ấy. Thì hãy tin tưởng rằng là sắp tới, cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ có một đấng một đấng hào phóng nào đó, một vị nào đó được gửi xuống từ vũ trụ một cái khoản tiền nào đó bất ngờ, hoặc là các bạn sẽ được lo cho cái việc mà đi du lịch đó, kiểu như là gia đình của các bạn lo cho các bạn đi du lịch, hay là các bạn có được một cái khoản tiền nào đó bất ngờ chẳng hạn, hoặc là các bạn được một người nào đó hỗ trợ chẳng hạn, kiểu như vậy. Nói chung là có một cái gì đó mà nó khiến cho các bạn có thể thực hiện được cái điều ước của mình. Như chị nói ngay từ lúc đầu, có một cái điều ước nào đó nó sẽ được thực hành, nó sẽ được thực hiện, nó sẽ được gửi gắm cho các bạn, gửi quà cho các bạn, một cái điều ước nó sẽ trở thành hiện thực trong cái khoảng thời gian sắp tới. Cho nên đừng lo lắng nếu như các bạn đang có bất kỳ điều gì lo lắng về mặt tiền bạc tài chính của mình, để mình không đi học chữa lành với đá được này, hay là không đi học chữa lành được này, hoặc là không học tarot được này, hoặc là không đi du lịch được này, hoặc là không thực hiện dự án được này, hoặc là không kinh doanh được này. Hãy nhớ rằng là trong cái khoảng thời gian này và sắp tới sẽ có một cái gì quân ấy nhở, mạnh thường quân trong ngoặc kép, kiểu như là, hoặc là mạnh thường quân nghĩa bóng nghĩa đen nào đó, tùy các bạn hiểu. Nhưng mà sắp tới sẽ có một cái nguồn flow, một cái nguồn tài chính nào đó giúp đỡ các bạn rất nhiều trong cái khoảng thời gian sắp tới. Cái khoảng thời gian này cũng là một cái khoảng thời gian mà các bạn nên chú ý vào cái cơ thể vật lý của mình hơn, bởi vì dù sao thì chúng ta cũng đang trải nghiệm cái cuộc sống vật lý này. Chúng ta là một linh hồn, một bản thể ánh sáng có một cơ thể, chứ không phải là chúng ta là một cơ thể và có một linh hồn. Thì đó là cái câu nói mà chị đã nghe được từ rất là lâu rồi, và các bạn nên nhớ cái điều đó. Chính vì thế mà các bạn là một bản thể ánh sáng, là một linh hồn đang trải nghiệm cái kiếp sống này dưới một cái cơ thể con người. Cho nên cái cơ thể con người, cái cơ thể vật lý của các bạn, nó là cái cầu nối giữa cái ngôi đền tâm linh, giữa vũ trụ và cái thế giới này để cho các bạn trải nghiệm. Cho nên là cái việc chăm sóc cho cơ thể vật lý nó là một cái rất là quan trọng. Khi mà chị nghiệm ra được cái sự quan trọng của cái việc này á, thì nó đã giúp chị cải thiện rất là nhiều. Khi mà nó chỉ đến từ cái việc là các bạn đi bộ, chạy bộ, hoặc là bạn dịch chuyển nhiều hơn trong cái cơ thể của mình, để cho cái cơ thể của mình nó được khỏe hơn, dẻo dai hơn, nó cũng đã là một cái sự nâng cao tần số ở trong cái cơ thể của các bạn rồi. Và nó sẽ khiến cho cái năng lượng của các bạn nó được tràn đầy, nó được nạp lại, nó được thanh lọc và nó được nâng cao rất là nhiều. Cho nên hãy để ý tới cái vấn đề này ha. Các bạn có peace, easy does it, inner goddess and body of water. Yeah, có thể là khoảng thời gian này các bạn đang được thôi thúc để đi biển, hoặc là đi tới một cái nơi nào đó nhiều nước, hoặc là các bạn đang muốn đi du lịch tới biển chẳng hạn. Thì hãy nhớ rằng là khi mà các bạn đến nơi đó, hoặc là hãy quyết định đến nơi đó đi, thì khi mà các bạn đến nơi đó thì hãy nhớ rằng ngồi trước cái làn nước đó, ngồi thiền với cái làn nước đó, hít thở và cảm nhận cái làn nước đó nó thanh lọc lại toàn bộ cái nguồn năng lượng của mình. Cái tiếp theo với ba cái lá này mà chị nhìn thấy, nếu như bạn còn đang sợ hãi với bất kỳ một cái kế hoạch nào của mình, Moon, thì hãy nhớ rằng là nhẹ nhàng làm nó thôi, đừng có nghĩ nó quá là nhiều. Nhẹ nhàng làm từng bước, từng bước, từng bước rất là nhỏ thôi. Ví dụ các bạn đang muốn kinh doanh một cái gì đấy, thì thay vì là cứ nghĩ phóng đại nó lên là mình phải có một cái cửa hàng, mình phải có một cái gì đấy to lớn, mình phải có nhiều vốn, thì trước hết là mua một sản phẩm về và bán được một cái sản phẩm đó đã. Hoặc là có một cái dịch vụ nào đó mà các bạn muốn làm, hoặc là đọc bài, hoặc là chữa lành, hoặc là bán một cái dịch vụ nào đó, thì hãy làm từng bước một cái đã.
Cho nên là các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn làm nó cứ nhẹ nhàng, bước đi từng bước một thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng và nó không có cái gì để phải lo lắng các bạn cả. Ở cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những cái sự an yên từ phía bên trong, bởi vì vũ trụ biết rằng là bạn đã làm việc rất là vất vả và rất là kiên nhẫn rồi, cho nên là cái khoảng thời gian sắp tới nó sẽ mang lại rất là nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực để nó xoay chuyển cái bên trong, cái năng lượng bên trong của các bạn, nó cảm thấy an yên, cảm thấy nhẹ nhàng và cảm thấy rằng là mình sẵn sàng hơn. Đừng có lo lắng bất kỳ một cái điều gì cả, mọi thứ nó đang được trải ra một cách rất là nhẹ nhàng cho các bạn. Đặc biệt là tập trung vào cái việc chăm sóc lại cho cái cơ thể vật lý của mình, chăm sóc lại cho cái nguồn năng lượng từ bên trong của mình. Có thể là dành cái thời gian để đi một đâu đó, hay là chăm sóc lại làm móng, hay là tập thể dục, hay là đi spa, kể cả các bạn là trai hay gái. Hoặc là nếu như mà các bạn không có thời gian, không có điều kiện, không có tài chính ở cái thời điểm hiện tại, đừng có quá gò bó và hạn hẹp cái khả năng của bản thân mình. Chỉ cần một chút thôi, ví dụ như là các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng tầm vài chục ngàn để các bạn mua một cái món ăn gì đó về nấu cho mình một cái bữa thật là ngon, thì đó cũng là chăm sóc cho bản thân mình rồi. Đó là cái lời nhắn ngay tại thời điểm này dành cho tụ 1. Khá là dài ha, nhưng mà chị sẽ kết thúc tụ 1 ở đây thôi. Cảm ơn các bạn tụ 1 rất là nhiều. Bây giờ chị sẽ đến với tụ 2 ha. Con nghịch quá đấy Moon ạ. Sorry các bạn, ngày hôm nay rất là tạp nham, phải quát Moon rất là nhiều vì nó rất là nghịch. Chúng ta sẽ đến với tụ 2. Xem là các bạn tụ 2 có lời nhắn gì ngay tại thời điểm hiện tại. Con mà cứ nghịch nữa là mẹ đánh đòn đấy nha. Đi ra chỗ khác. Lại nhạc to rồi. Khổ ghê. Ok. Chúng ta sẽ đến với tụ 2. Các bạn chọn cái mặt đá này. Xin chào tất cả các bạn tụ 2. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến với video ngày hôm nay. Bây giờ chị sẽ trải xem là các bạn tụ 2, các bạn có lời nhắn gì ngay tại thời điểm này. Lời nhắn cho các bạn tụ 2 ngay tại thời điểm này. Với một số bạn ở tụ 2, nếu như mà các bạn đang bị đau đầu hay là kiểu như là hay bị nhức đầu, có thể là do thay đổi thời tiết ở cái khoảng thời gian này, nhưng mà chị có cảm nhận được là các bạn có nặng đầu hoặc là vai gáy hoặc là hơi nhức đầu á, thì hãy thử dành cái thời gian đi gội đầu ở bên ngoài, massage một chút xíu. Không hiểu tại sao chị lại có cái ý nghĩ đấy. Đừng uống thuốc, nhưng mà đi ra ngoài tới một cái spa nào đó hoặc là một cái cửa hàng gội đầu bình dân nào đó thôi cũng được. Các chị sẽ gội đầu cũng như là sẽ massage, chọn một cái nơi nào đó mà các bạn thực sự tin tưởng á. Sẽ massage, sẽ gội đầu cho mình, sẽ thư giãn đầu óc cho các bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất là nhiều. Hoặc là sử dụng một số những cái tinh dầu, sông tinh dầu, hoặc là mua tinh dầu về để trực tiếp bôi lên như là khuynh diệp. Thì các bạn có thể thử với một số những cái tip đó ha. Lời nhắn cho tụ 2, lời nhắn nhủ cho tụ 2 ngay tại thời điểm này. Lời nhắn cho các bạn tụ 2 ngay tại thời điểm này. Lời nhắn cho các bạn tụ 2 ngay tại thời điểm này. Các bạn tụ 2 ơi, nếu khoảng thời gian vừa qua hoặc là ở thời điểm hiện tại, ngay kể cả là vài hôm trở lại đây, nếu các bạn có một cái có những cái giấc mơ kỳ lạ, hoặc là có một số những cái giấc mơ rất là rõ đến với các bạn, kể cả nó là giấc mơ bình thường hay là giấc mơ năng lượng nó hơi khiến cho các bạn hoảng sợ một chút xíu, thì cũng đừng hoảng sợ nhá. Nó sẽ là những cái giấc mơ mà chị đang nghe thấy, là những cái giấc mơ mà nó mang tới cho các bạn những cái dấu hiệu cũng như là cái sự mách bảo về cái sự lựa chọn của bạn ở thời điểm hiện tại.
Với một số bạn, nếu như các bạn có cái thông điệp đó liên quan tới các bạn thì hãy hãy ghi những cái giấc mơ của mình xuống, ghi chép lại những cái giấc mơ, kể cả là các bạn không nhớ nhiều, hoặc có thể là ghi lại những cái từ khóa thôi. Và cái giấc mơ á, cái việc mà giải đáp giấc mơ như thế nào á, các bạn đừng có, tất cả những cái nguồn thông tin ở trên mạng á chỉ là cái nguồn thông tin tham khảo thôi. Không nhất thiết là cái giấc mơ của mình nó sẽ mang cái nghĩa như vậy. Đây là một cái mà mọi người rất là không có ý thức được cái điều này, cũng như là cái việc là đi hỏi cái sự giải đáp giấc mơ rất nhiều từ những cái người khác, cũng như là hỏi chi rất là nhiều. Các bạn hãy nhớ rằng là mỗi một người có một cái kho tàng biểu tượng tâm linh khác nhau, và cái giấc mơ nó nằm trong cái kho tàng biểu tượng tâm linh của chính các bạn. Vì thế mà có những cái giấc mơ, cái thông điệp nó chỉ dành cho các bạn thôi, cho nên các bạn mới là cái người hiểu được. Và hiểu như thế nào thì hãy cố gắng ghi chép nó lại rồi thiền với nó, hoặc là nghĩ về những cái từ khóa đó, xem là mình đã từng gặp những cái từ khóa này bao giờ chưa, nó mang những cái ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình trong suốt những khoảng thời gian mà từ bé đến bây giờ mình trưởng thành. Ví dụ như đối với bản thân Chi thì Chi mơ về một cái xích đu chẳng hạn, một cái biểu tượng là một cái xích đu, thì đó là một cái biểu tượng tâm linh ở trong cái kho tàng tâm linh của Chi. Và đối với Chi thì cái xích đu nó là một cái gì đó nhẹ nhàng, nó là một cái gì đó mà nó báo hiệu một cái việc rằng là Chi nên điềm tĩnh lại, Chi nên kiểu như là nhẹ nhàng trôi chảy lại. Nhưng mà đối với những người khác thì trong cái tiềm thức của họ, cái xích đu nó không phải là một cái gì tốt đẹp, nó không phải là một cái gì nhẹ nhàng, mà nó là một cái ký ức rất là xấu. Ví dụ như là có những người thì họ họ có những cái tổn thương, cái lời tiếng, những cái sự tổn thương đến từ tiếng nói của người khác khi mà họ ngồi trên xích đu hồi họ còn bé chẳng hạn, thì đó sẽ không phải là một cái gì mà nó dễ dàng đối với họ, và nó sẽ rất là tổn thương. Thì đó là cái tin nhắn của họ về cái việc là họ lại một lần nữa bị ảnh hưởng bởi cái tổn thương từ lời nói người khác chẳng hạn. Đó là cái cách mà các bạn tiếp cận với cái biểu tượng tâm linh của mình, cho nên là đừng có cố gắng đi tìm cái câu trả lời từ phía bên ngoài. Các bạn sẽ là cái người biết rõ nhất về cái giấc mơ của mình, cho nên là cái việc hỏi han ở bên ngoài, tìm kiếm câu trả lời ở bên ngoài, nó chỉ là cái sự tham khảo thôi. Còn lại thì hãy để cho cái trực giác của mình, cái sự sáng tạo cũng như là cái sự đào sâu trong cái kho tàng của mình để mà có thể giải đáp cái giấc mơ của chính mình. Tụ 2. Lời nhắn dành cho tụ 2 ở thời điểm hiện tại. Lời nhắn dành cho tụ hai ở ngay tại thời điểm hiện tại. Lời nhắn dành cho tụ hai ngay tại thời điểm hiện tại. Nhạc ơi là nhạc. Lời nhắn dành cho tụ hai ở thời điểm hiện tại. Môn. Lời nhắn của tụ hai cho thời điểm hiện tại. Lời nhắn dành cho tụ hai ngay tại thời điểm hiện tại. Các bạn tụ hai kết nối với các bạn tụ hai. Lời nhắn dành cho tụ hai ngay tại thời điểm hiện tại. Ok. Lời nhắn dành cho tụ hai ngay tại thời điểm hiện tại. Lời nhắn dành cho tụ hai ngay tại thời điểm hiện tại. Ta sẽ xem là các bạn có lời nhắn gì ở thời điểm hiện tại nhá. Mọi người có shadow.
với cái lá shadow này thì nó liên kết với cái lá the moon á, cho nên là chị nghĩ ngay đến cái việc là chị đã nói với các bạn ngay từ cái lúc mà chị sáo bài, đó là những cái giấc mơ, có thể là những cái giấc mơ trong cái khoảng thời gian vừa qua nó đến với các bạn nó khá là ác mộng, nhưng mà trong cái giấc mơ đó nó đang có một cái từ khóa nào đó, nó đang có một cái hình ảnh nào đó mà nó chỉ lại cái vòng lặp, cái bóng tối ở bên trong bạn, cái phiên bản bóng tối, một cái điều mà bạn đang trốn tránh, một cái điều mà bạn đang không dám đối mặt với nó, một cái điều xấu, không phải là xấu mà là một một cái điều mà nó là cái mặt tối ở bên trong cái hành trình của bạn, ở bên trong cái những cái sự lựa chọn, những cái hành động, những cái năng lượng của bạn, và bạn đang không dám đối mặt với nó. Thì đây là cái lời nhắn rất là thẳng thắn ngay từ đầu tiên, đó là bởi vì bạn đang cứ cố gắng tránh mặt nó, đang cố gắng không có dám đối mặt với nó, cho nên là nó đang cố gắng chỉ ra cho bạn thông qua những cái giấc mơ mà có thể là lúc đầu nghe tới thì bạn thấy rằng là cái giấc mơ đó nó chả liên quan gì cả, nhưng nếu đi sâu vào những cái từ khóa của cái giấc mơ đó, những cái hình ảnh của cái giấc mơ đó, thì bạn sẽ thấy rất là rõ rằng vũ trụ đang chỉ cho bạn cái lối ra, đang chỉ cho bạn cái cách để mà bạn có thể đối mặt với cái bóng tối của bản thân này, cái bản ngã bóng tối của bản thân này, shadow self. Các bạn có spiritual strength. Cái tụ hai này là một cái tụ mà cái lúc mà chị cảm nhận cái nguồn năng lượng của bạn á, ngay tại thời điểm này khi mà chị bốc bài á, thì chị cảm thấy rằng là bạn có một cái hành trình khá là tough love. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đội bảo hộ tâm linh của bạn cũng như là vũ trụ á, cho bạn trải qua một cái hành trình nó khá là khó nhằn. Để làm gì? Để cho bạn có thể xây dựng được một cái sức mạnh đến từ bên trong, một cái sức mạnh tâm linh. Có thể là bạn là một người mà có cái sứ mệnh bảo vệ, hoặc là cái sứ mệnh keeper of the earth, một cái sứ mệnh mà bảo vệ cũng như là chữa lành cho thế giới, chữa lành cho trái đất, thông qua cái việc chữa lành cho chính bản thân mình và nâng cao cái tần số của mình. Cho nên là bạn phải trải qua, và nó cũng thuộc vào cái phần karma kiếp này của các bạn nữa. Đó là những cái gì mà chị cảm nhận được. Tuy nhiên thì đây là những cái thông điệp chung nhá, cho nên là mọi người hãy nhận nếu như mà mình cảm thấy mình được liên quan. Thì nó có thể là trong cái khoảng thời gian 9 năm đổ lại đây thì các bạn phải trải qua rất là nhiều những cái tổn thương, những cái thử thách, những cái mà nó khiến cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi trong khoảng cả thập kỷ trở lại đây á, 9-10 năm trở lại đây á, thì đó là những cái bài học karma, nó là những cái mà nó thuộc vào trong cái bài học của bạn ở trong kiếp này, cũng như cái việc là để cho bạn có thể xây dựng được một cái tinh thần, một cái sức mạnh tâm linh vững chắc. Vì thế mà bạn cũng có Archangel Michael ở đây. Có thể là ở thời điểm này cái năng lượng của bạn nó đang đang bị Tổng lãnh thiên thần Michael, nó đang bị đè nén rất là nhiều, nó đang trốn tránh, nó đang không có được giải quyết, nó đang không có được lôi ra bề mặt, mà nó cứ bị đè nén lại xuống, nó cứ bị trốn tránh, nó cứ bị mọi thứ nó khiến cho bạn rất là mệt mỏi ở trong cái khoảng thời gian này. Thì nếu như bạn cần một cái sự trợ giúp nào đó đến từ mặt năng lượng thì hãy gọi tên Tổng lãnh thiên thần Michael. Cũng có thể là bạn đã từng xem cái clip của Chi về thiên thần hộ mệnh, gì nhỉ, linh hồn hướng dẫn của bạn là ai ấy, và bạn chọn đúng đúng cái tụ mà có Tổng lãnh thiên thần Michael á. Và Chi nhắc lại một lần nữa, đối với tâm linh và tôn giáo khác nhau, tâm linh bao trùm rất nhiều, bao trùm tất cả mọi tôn giáo, tâm linh không phân biệt bất kỳ một tôn giáo nào cả. Và tôn giáo là tôn giáo, tâm linh là tâm linh, chứ không phải là tâm linh và tôn giáo là một. Kể cả là bạn có theo đạo Phật, hay là theo đạo Chúa, hay là theo đạo Hồi, hay theo bất kỳ một đạo nào đi chăng nữa, thì tâm linh nó là cái hiện hữu ở trong mỗi người, và nó là một cái bao trùm lên tất cả cái tâm linh, cái ngôi đền tâm linh của mọi người, cho dù mọi người thuộc đạo gì đi chăng nữa. Ví dụ như bản thân Chi là một người mà đã quy y, có nghĩa là thuộc đạo Phật, nhưng ở trong cái khoảng thời gian mà Chi làm việc với năng lượng, Chi đã nhờ đến sự giúp đỡ của năng lượng của Tổng lãnh thiên thần Michael rất là nhiều. Bởi vì đây là một Tổng lãnh thiên thần có cái nhiệm vụ cũng như là có cái sức mạnh về cái việc bảo vệ năng lượng, cho nên là bảo vệ các bạn khỏi những cái tác nhân xấu, những cái năng lượng xấu. Những cái năng lượng xấu ở đây không nhất thiết là đến từ những cái mà năng lượng đen như các bạn đang nghĩ, như là tâm linh hay là mê tín dị đoan. Không nhất thiết là như vậy, có thể là như vậy nhưng không nhất thiết là như vậy. Nó có thể là những cái nó đến từ cái việc mà các bạn quá là
bị ảnh hưởng bởi cái nguồn năng lượng của người khác, thì khi đó cái quyền năng của các bạn nó sẽ được give away rất là nhiều, tức là nó sẽ bị phân đi rất là nhiều, và các bạn không còn cái quyền năng, không còn cái sức mạnh ở bên trong mình nữa. Thay vào đó là các bạn lại nhận lại rất là nhiều những cái cảm xúc tồi tệ, những cái cảm xúc năng lượng tiêu cực cũng như là cái tinh thần tiêu cực đến từ những người khác, chẳng hạn khi mà bạn chia sẻ với họ mà không có cái sự bảo vệ. Hoặc là bạn tiếp xúc trong một cái môi trường mà nó quá độc hại, và bạn là một cái người quá nhạy cảm, cho nên là bạn nhận hết tất cả những cái năng lượng đó vào, thì hãy để cho Michael là cái người bảo vệ các bạn. Hãy nhớ lấy cái điều đó. Cái tiếp theo mà chị nhìn thấy đó là lá movement, decision and choices. Các bạn có trapped in fear. Các bạn có một cái nỗi sợ hãi rất là lớn, có thể đây thuộc vào một trong những cái bóng tối, bản ngã bóng tối của các bạn mà các bạn đang cần phải làm việc, những cái shadow self mà chị nhắc tới ở cái trải bài, những cái lúc đầu tiên trong cái trải bài tụ hai này. Thì có một cái điều mà các bạn đang trốn tránh, có thể là các bạn không có nói ra mồm, hoặc là các bạn không chịu thừa nhận rằng là mình đang sợ hãi một cái gì đó. Sợ hãi một cái sự mất mát, sợ hãi một cái sự tổn thương, sợ hãi một cái sự bất lực, sợ hãi một cái sự không kiểm soát được, giống như những gì mà nó xảy ra trong 9 năm, 9 10 năm vừa qua. Thì bạn cần phải thoát ra được cái fear này. Bạn cần phải thoát ra được cái bẫy cảm xúc này, cái bẫy của cái sự sợ hãi này. Hãy nhìn lấy cái người này, cái ánh sáng ở bên ngoài nó soi rọi cho bạn đường đi rất là rõ, nhưng bởi vì bạn sợ hãi cho nên bạn cứ bịt mắt bịt đầu mình lại và bạn không nhìn thấy cái ánh sáng ở đâu cả. Cho nên là hãy để cho mình có được cái sự, ngoài ra thì Michael cũng là cái người mà mang lại cho các bạn cái sự cổ vũ và cái sự khích lệ nữa. Cho nên đây cũng là một cái điều rất là có ý nghĩa thôi, khi mà nó hiện lên cái lá Trapped in Fear và Michael này, thì các bạn đang được cái sự cổ vũ rất là lớn từ Michael để có thể vượt ra được cái nỗi sợ hãi của mình trong cái khoảng thời gian vừa qua. Và khi mà các bạn, bất kỳ cái nỗi sợ hãi nào mà các bạn đang có nhá, chứ không quan tâm là các bạn đang sợ hãi điều gì, nhưng bất kỳ cái nỗi sợ hãi nào mà các bạn đang có sau cái khoảng thời gian này, khi mà các bạn make a decision, các bạn quyết định rằng bước ra khỏi cái bẫy sợ hãi này, thì các bạn sẽ gain được cái gì? Các bạn sẽ thu lại được cái sức mạnh về tâm linh. Bởi vì sau này các bạn sẽ thấy rằng là cái điều này mình còn vượt qua được, thì không còn cái điều gì mà mình không vượt qua được cả. Tất cả những cái thứ tồi tệ nó đã nằm ở phía sau hết rồi. Bạn đã bước đi một cái chặng đường rất dài, một cái pattern, một cái karma rất là dài trong cái khoảng thời gian 9 năm vừa qua, 9 10 năm vừa qua. Cho nên đây là cái khoảng thời gian mà bạn bước ra khỏi cái bẫy đó, bước ra khỏi cái shadow self đó, và trở thành các bạn như cái hình ảnh của Go Fire Your Bliss này này. Các bạn hoàn toàn bay ra khỏi cái trap này, bay ra khỏi cái bẫy này. Đi về cái phía ánh sáng. Nhìn thấy được cái ánh sáng và bay về cái phía ánh sáng đó. Đó sẽ là các bạn trong cái khoảng thời gian này và sắp tới, thì trong cái khoảng thời gian rất ngắn sắp tới nữa thôi. Và vũ trụ muốn các bạn biết rằng là các bạn đang được bảo vệ rất là nhiều. Có thể cái tụ hai này là một cái tụ mà các bạn đang trải qua một cái sự thức tỉnh lần hai, hoặc là thức tỉnh nó có rất là nhiều trạng thái cũng như là cái level khác nhau nhá, thì các bạn đang trải qua một cái thức tỉnh tiếp theo nữa để các bạn có thể bóc tách được cái bản ngã bóng tối này đó của mình ra được, và vượt ra được cái bẫy cảm xúc, cái bẫy của sự sợ hãi đó. Earth element, inner child. Các bạn có the lovers. Fulfillment. Chaos. Love, two of water. Có thể tụ này có rất là nhiều những cái thông điệp liên quan tới tình yêu. Có thể là các bạn đang có một cái sự sợ hãi nào đó trong chuyện tình cảm, một cái sự sợ hãi nào đó, một cái sự rất là hỗn loạn ở trong cái nguồn năng lượng của mình với một cái quyết định nào đó ở trong cái câu chuyện tình cảm của mình, và nó hoặc là tình bạn, hoặc là bất kỳ một cái tình cảm nào đó của các bạn, hoặc là một cái mối quan hệ nào đó của các bạn, hoặc là gia đình, nói chung là một cái sự sợ hãi nào đó đứng trước một cái quyết định, một cái sự hỗn loạn ở trong đầu của các bạn giữa cảm xúc này, giữa tâm linh trực giác, giữa tâm trí của các bạn, logic của các bạn, và nó cứ thế là nó đánh nhau ba bốn cái, nó cứ thế nó đánh nhau và nó khiến cho các bạn cảm thấy rất là sợ hãi. Hãy đủ bình tĩnh để nhìn thấy cái ánh sáng ngay kể cả khi mà bạn đang ở trong bóng tối. Đó là cái bài học lớn nhất khi mà các bạn học
ở trong cái hành trình chữa lành và thức tỉnh này, tìm thấy được cái ánh sáng ngay kể cả khi mà các bạn đang chôn vùi trong bóng tối. Và cái bài học đó sẽ là cái bài học mà các bạn có được cái sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, cái sức mạnh tâm linh cực kỳ mạnh mẽ, sẽ không còn cái điều gì, kể cả là năng lượng tối, có thể đánh bại được các bạn nữa nếu như các bạn trở thành người chẳng sợ cái gì nữa cả. Các bạn luôn luôn tìm thấy được cái ánh sáng ở bất kỳ cái bóng tối nào. Và khi mà các bạn hiểu được cái quy luật đó thì các bạn sẽ không còn sợ hãi bất kỳ một cái sự thay đổi hay một cái sự sụp đổ nào hay một cái khó khăn nào cả. Hãy nhớ rằng là chúng ta chỉ là những cái ánh sáng rất là nhỏ bé trong cả một cái vũ trụ rất là to lớn thôi. Cho nên là cái điều mà chúng ta lo lắng á, nó chẳng là cái gì cả. Nó không là cái gì cả đâu. Cho nên là mọi thứ nó được sắp xếp để cho bạn đi tới được cái bài học của mình, đi tới được cái sự thức tỉnh của mình, đi tới được cái mục đích hạnh phúc cuối cùng của mình. Cho nên là mọi thứ nó đã được sắp đặt một cách trôi chảy để bạn là cái người mà sẽ kiến tạo, bạn mong muốn kiến tạo một cái cuộc sống hạnh phúc. Cho nên vũ trụ sắp đặt tất cả mọi cái để bạn đi được tới cái điều đó. Cũng giống như cái việc chia sẻ với mọi người là mọi người hoàn toàn có thể là một người viết biên kịch, tạo ra cái câu chuyện của mình, tạo ra cái kết cục của mình. Không phải là biên kịch mà là một cái người mà có thể tạo ra được cái kết cục và cái phong thái của cái bộ phim của mình. Nhưng cái diễn biến như thế nào thì vũ trụ sẽ là đạo diễn. Hãy để cho tất cả mọi thứ nó gây bất ngờ cho bạn, nó gây cái sự hứng thú, nó là cái giai điệu cuộc sống rất là tự nhiên đến với bạn. Thì bạn sẽ sống nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Các bạn có Sun of Fire. Các bạn đang rất là lưỡng lự trước một cái sự quyết định nào đó. Có thể là cái trực giác của các bạn, cái sự thôi thúc nó rất là rõ rồi. Nhưng mà cái sự sợ hãi ở đây chỉ nhìn thấy sợ hãi thôi. Và cái sợ hãi này nó đã lặp đi lặp lại trong cái cuộc sống của các bạn, như chị nói là trong cái khoảng thời gian 9-10 năm trở lại đây rồi. Và cái khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ rằng là nó giống nhau đến như thế nào. Có thể là những cái sự sợ hãi nó hiện hữu trên những cái tình huống rất là khác nhau. Có thể ở cái tình huống này thì các bạn sợ hãi trong việc tình cảm, có những bạn thì sợ hãi trong việc công việc, nghề nghiệp, định hướng, có những bạn thì sợ hãi trong việc là quyết định một cái gì đó lớn với đối với cuộc đời mình. Nói chung là bất kỳ một cái sự sợ hãi nào thì khi mà các bạn đủ bình tĩnh để nhìn lại á, nó sẽ rất là giống nhau. Nó là những cái pattern, nó là những cái sự vọc lặp lại, nó là những cái điều lặp lại ở trong cái cuộc sống của bạn trong cái khoảng thời gian vừa qua. Và bạn cần phải thức tỉnh, bạn cần phải tỉnh ngộ ra khỏi cái vòng lặp đó. Và đó là cái chứng minh cho cái việc là bạn đang đi đúng hướng, bạn đang được lên level, chứ không phải là bạn cứ đứng lại ở một chỗ. Mỗi một lần cái sự sợ hãi đó nó giống nhau, nó hoàn toàn giống nhau, nó là những cái vòng lặp giống nhau, nhưng mỗi một lần nó sẽ cho bạn những cái bài học mà nó lên level hơn một lần nữa. Cho nên là hãy để cho mọi thứ nó trôi chảy một cách tự nhiên, đừng có sợ hãi nữa, để cho cái cánh cửa đó nó mở ra. Các bạn có leadership, có support, và nutrition. Ok, nếu như đây là một cái quyết định trong cái việc đổi ngành nghề, hoặc là một cái quyết định trong cái việc là bất kỳ một cái quyết định nào của các bạn nhé, những cái sự lựa chọn của các bạn ở thời điểm hiện tại mà nó khiến cho các bạn sợ hãi á, thì hãy nhớ rằng là các bạn được bảo vệ, các bạn được ủng hộ bởi các tổng lãnh thiên thần, bởi các thiên thần, bởi đội bảo hộ tâm linh của các bạn, để đứng lên lấy lại cái quyền năng của mình, đứng lên lãnh đạo lại cái tình huống trong cái cuộc đời này của mình, trong cái cuộc sống này của mình, trong cái giai đoạn này của mình, không để cho mọi thứ nó kiểm soát mình nữa, mà đứng lên lấy lại cái sự kiểm soát cho mọi thứ bằng cái cách là bỏ đi cái sự buông bỏ, cái sự sợ hãi, để mà đến với một cái gì mà mình vẫn còn khao khát bấy lâu nay. Cái nutrition này ở cái khoảng thời gian này đối với chị thì chị chỉ cảm nhận rằng là các bạn cần phải chăm sóc lại cho cái dạ dày của mình. Có thể là cái khoảng thời gian vừa qua các bạn quá là sợ hãi, các bạn quá là lo lắng và căng thẳng, cho nên là cái dạ dày của các bạn, cái lơn xa thứ ba của các bạn á, lơn xa ở bụng trên á, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, và có thể các bạn gặp một số những cái vấn đề sức khỏe liên quan tới dạ dày, liên quan tới đường ruột, liên quan tới kiểu như là đau dạ dày hay là sao đó đó. Cho nên là hãy hãy để ý lại cái chế độ ăn uống của mình, cũng như là kiểm soát và cân bằng lại cái sự căng thẳng của mình, để cho mình không có bị ảnh hưởng quá nhiều đến cái cơ thể vật lý, đến những cái bệnh tật vật lý ha. Các bạn có Medicine Woman.
Các bạn có quiet time và past life. Yeah, đây là cái karma của các bạn đến từ kiếp trước rồi. Cái tình huống này là cái tình huống mà nó đã đến từ kiếp trước. Nó đã là cái vòng lặp từ kiếp trước, hoặc là một cái vòng lặp, một cái tình huống, một cái kết quả nào đó, một cái nhân quả nào đó mà các bạn phải học ở trong cái kiếp này để mà trả lại cái nhân quả ở trong kiếp trước. Cho nên là cái việc đó hãy suy nghĩ một cách rất là nhẹ nhàng thôi. Cái bài học nó đến với bạn và bạn take it, bạn học nó, rồi sau đó là bạn lên level. Thế thôi, anh nghĩ một cách rất là đơn giản thôi để các bạn có thể trôi chảy qua cái cuộc sống này, qua một cái kiếp sống một cách thật là nhẹ nhàng và thật là có ý nghĩa. Các bạn đang ở trong cái giai đoạn transformation, với medicine, với transformation đấy, và cả cái là các bạn có cả, khi vừa nhìn thấy cái lá judgment ở đâu đó nhưng mà không nhìn thấy nữa, một cái hình ảnh của lá judgment ở đâu đó. Yeah, nhưng mà với cái lá transformation medicine woman ở đây á, và tất cả những cái gì mà nó đang hiện lên ở đây, thì ngay lập tức rõ ràng là các bạn có thể thấy rằng là các bạn đang trải qua một cái sự thức tỉnh mới. Các bạn đang lên level cho cái hành trình thức tỉnh của mình, một cái level mới hơn. Cho nên là hãy để cho mọi thứ nó flow, để cho mọi thứ nó trôi đi một cách nhẹ nhàng. Bởi vì bạn càng chống lại cái sự thay đổi, càng chống lại cái bài học, thì các bạn chống lại cuộc sống của chính các bạn chống lại cái sứ mệnh, các bạn chống lại cái định mệnh của chính mình. Cho nên là nó sẽ càng khó khăn hơn mà thôi. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà nó sẽ gợi nhớ lại rất là nhiều những cái tổn thương ở đứa trẻ bên trong của bạn, cái tổn thương trong quá khứ của bạn. Cho nên là hãy trải qua tất cả những cái tổn thương đó một lần nữa. Không phải là vì chị nói rằng là mình phải đau khổ, mà là cái việc chúng ta làm việc với bóng tối của mình á, không có nghĩa rằng là chúng ta cứ ngồi xuống rồi chúng ta cố gắng tích cực đâu. Không phải, đó không phải là cách chữa lành. Cách chữa lành đứa trẻ bên trong ở đây là các bạn ngồi xuống, các bạn trải nghiệm lại hoàn toàn cái khoảng thời điểm mà các bạn cảm thấy đau thương nhất á, trải nghiệm nó, giải phóng tất cả những cái cảm xúc đó ra ngoài và trò chuyện, giáo dục lại cái đứa trẻ bên trong, cái phiên bản quá khứ đó, trò chuyện lại với chúng, giáo dục lại là đã đến lúc phải buông bỏ, đã đến lúc phải làm cái này làm cái kia, đã đến lúc phải nhìn tất cả mọi thứ theo một cái góc độ mới. Đó là cái cách chữa lành cái đứa trẻ bên trong của các bạn, đó là cái cách chữa lành cái phiên bản quá khứ của các bạn. Và các bạn sẽ thấy là, và nó không phải là cái chuyện ngày 1, ngày 2, mà các bạn phải đầu tư thời gian để dần dần trở lại những cái khoảnh khắc đó, giải phóng và trò chuyện với nó. Thì khi mà các bạn làm cái điều này thì chỉ trong vòng 1 tháng thôi, các bạn sẽ thấy mọi thứ nó thay đổi rất là nhiều. Cái năng lượng của các bạn khi mà nó đã được chữa lành tận gốc rồi, có nghĩa là các cái cổng luân xa của các bạn đã bắt đầu mở ra, và nó đào thải bớt những cái blockages, nó đào thải bớt những cái khối đen tắc nghẽn ở trong cái luân xa của các bạn. Và từ đó cái cơ thể của các bạn, cái năng lượng của các bạn nó sẽ được chữa lành rất là nhiều, nó sẽ được cân bằng, nó sẽ được mở ra, và nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều khi mà các bạn để cho nó flow như vậy. Và cái khoảng thời gian này nếu như mà được thôi thúc đến với những cái nơi nào nhiều thiên nhiên hơn, thì hãy kết nối với thiên nhiên nhiều hơn để cho đất mẹ có thể hỗ trợ bạn trong cái quá trình chữa lành này. Các bạn có protection và Archangel Michael ở đây. Cái khoảng thời gian này nếu được, hãy dành cái thời gian cho bản thân mình thôi, đừng tiếp xúc với quá nhiều những cái mối quan hệ khác. Có thể là có những cái mối quan hệ nó đang rất là độc hại ở xung quanh bạn, và đây là cái lúc bạn quyết định dành cái thời gian dành cho bản thân mình mà không có dành cái thời gian cho những cái mối quan hệ độc hại xung quanh nữa. Các bạn cũng có Mita Khan và The Great Gathering và Inner Temple. Cái thời điểm này là cái thời điểm rất là quan trọng đối với các bạn. Có thể là các bạn là một cái Earth Angel, hoặc là có thể là các bạn mang một cái sứ mệnh chữa lành. Đối với hai tụ, cả tụ 1 và cả tụ 2 ngày hôm nay, thì chị đều cảm giác được rằng là các bạn có một cái sứ mệnh chữa lành. Các bạn có một cái sứ mệnh chữa lành ở đây có nghĩa là nâng cao cái tần số của chính bản thân mình và giúp đỡ những người khác nâng cao cái tần số của mình. Các bạn đang trên cái hành trình trở lại với cái inner temple của mình. Có nghĩa là như chị nói, nếu như được thôi thúc dành cái khoảng thời gian một mình nhiều hơn và cắt đứt một số những cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy khó chịu và độc hại, thì hãy làm cái điều đó. Bởi vì cái điều đó nó sẽ khiến cho bạn lắng nghe được cái ngôi đền tâm linh của các bạn một cách rõ ràng hơn mỗi ngày. Dành cái thời gian dành cho mình nhiều hơn,
học thiền hoặc là học cái cách ghi chép cảm xúc, ghi chép suy nghĩ, học cái cách là trở lại những cái khoảnh khắc mà các bạn bị tổn thương như Chi vừa nói ở lúc nãy, để các bạn có thể kết nối được với cái ánh sáng ở cái ngôi đền tâm linh của mình. Và vì cái điều mà các bạn đang nâng cao tần số này của mình á, mà cái khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ gathering, các bạn sẽ hợp lại với rất nhiều những cái gia đình linh hồn, với rất nhiều những cái bản thể ánh sáng cùng tần số với các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, và các bạn sẽ được hỗ trợ rất nhiều bởi họ. Các bạn có look for fairies, nếu như được thôi thúc đi về thiên nhiên, hoặc nếu như không thì đây chính là cái lời nhắn dành cho các bạn, rằng là hãy đi về một cái nơi nào đó có cây, không phải biển mà là cây. Nếu như tụ một là biển thì tụ hai là cây. Hãy để cho mình đi về những cái nơi mà có cây, đặc biệt là rừng núi, những cái nơi nào mà có nhiều cây xanh, hoặc là công viên, hoặc là một cái nơi nào đó mà có cây xanh. Chọn một cái gốc cây nào đó mà các bạn cảm thấy được kết nối, ngồi xuống cái gốc cây đó, trò chuyện với cái gốc cây đó, lắng nghe cái cảm xúc, lắng nghe cái cảm xúc của chính mình, cũng như là những cái lời nhắn đến từ đội bảo hộ tâm linh khi mà bạn ngồi dưới cái gốc cây đó. Nó sẽ cho bạn rất nhiều sự rõ ràng ở trong cái câu hỏi mà các bạn đang đang mong muốn quyết định, đang lựa chọn ở trong cái cuộc sống của mình ở thời điểm hiện tại. Các bạn có make an altar. Hãy tạo ra cho mình một cái góc nào đó ở trong ngôi nhà của mình, một cái góc thiêng liêng nào đó mà các bạn có thể ngồi thiền, một cái góc mà có một cái kệ với đá, với nhang, hay là với khói Santo Paulo, hay là khói xô thơm trắng để thanh tẩy cho cái năng lượng của mình, hoặc là với đá, hoặc là đến một cái nơi nào đó tâm linh mà các bạn thực sự cảm thấy là được kết nối. Ví dụ như các bạn theo đạo Phật thì các bạn chọn một cái chùa nào đó, hoặc là theo đạo Chúa. Nói chung là kết nối với bất kỳ một cái nơi thiêng liêng nào đó mà các bạn cảm thấy thực sự thoải mái. Phải thực sự thoải mái với cái năng lượng của mình khi ở trong cái nơi thiêng liêng đó, và kết nối với nó, lắng nghe chính bản thân mình. Không phải là lắng nghe thần thánh, mà là lắng nghe chính bản thân mình. Đó là cái cách mà các bạn kết nối, connect with the earth một lần nữa. Không cần nói nhiều, kết nối lại, đến với một cái nơi thiêng liêng nào, đến với một cái nơi thiên nhiên nào đó, bỏ cái đôi giày đôi dép của mình ra, đi cái chân đất của mình ở trên cái đất mẹ, để cho mình có thể kết nối grounding và kết nối lại với chính cái nguồn cội của bản thân mình. Bởi vì suy cho cùng thì cái nguồn cội linh hồn và bản thể ánh sáng của các bạn đến từ đâu thì mỗi người nó sẽ có những cái nguồn nguồn gốc khác nhau, nhưng chúng ta cái cơ thể vật lý này đến từ đâu thì đến từ đất mẹ, sinh ra ở đất mẹ, cho nên là hãy kết nối lại với cái nguồn gốc cơ thể của mình ha, cái nguồn gốc cái ngôi nhà ở đây của mình. Các bạn có Four of Pentacles, Queen of Cups và Knight of Cái Four of Pentacles này nó giống như cái trap in fear, nó giống như cái sự sợ hãi, cái bẫy sợ hãi á. Các bạn đang cố gắng giữ lại một cái gì đó, đang cố gắng kìm nén lại một cái gì đó, đang cố gắng ôm lại cái sự sợ hãi đó của mình và không để cho ai biết cả. Bề ngoài trông rất là bình yên, nhưng mà các bạn có nhìn thấy thần thái của cô này không? Vẫn còn một cái gì đó nó rất là bất an trong cái cuộc sống của mình, và đặc biệt là cô ấy mặc một cái áo màu đỏ ở đây, là cái liên chỉ có thể cảm nhận được cái nguồn năng lượng của luân xa gốc rễ, một cái sự bị tắc nghẽn, một cái sự bất an trong cái cuộc sống vật chất này của mình. Bởi vì thế mà cái cuộc sống vật chất nó có thể liên quan tới tài chính này, công việc, sự nghiệp này, mối quan hệ này, gia đình, sự ổn định này. Đừng lo lắng, tất cả mọi thứ nó đang được flow, nó đang được cân bằng lại dành cho bạn. Hãy lắng nghe cái trực giác này của mình, bởi vì có một cái sự mách bảo nào đó đang đến với cái trực giác của bạn, và bạn sẽ nghe rất rõ khi bạn kết nối với thiên nhiên. Cho nên hãy dành cái khoảng thời gian để mà kết nối lại, để lắng nghe rõ hơn. Và khi các bạn lắng nghe rồi, Chi đảm bảo là các bạn sẽ lắng nghe được cái sự thôi thúc, cái sự cổ vũ rất rõ từ đội bảo hộ tâm linh của mình, để các bạn có thể đi theo cái ước mơ, đi theo cái sự lựa chọn mà các bạn đang có ở trong đầu, cái quyết định mà các bạn đang mong muốn quyết định. Và các bạn sẽ phóng theo nó, các bạn sẽ phi theo nó, các bạn sẽ trả tự do lại cho cái tâm trí của mình, và không có bị trap, không có bị bẫy ở trong cái sự sợ hãi nữa. Đây là cái hình ảnh tự do của tâm trí của bạn. Knight of Swords. Ok, đó là tất cả những gì mà Chi dành cho các bạn tụ hai. Ngày hôm nay thì cái video nó sẽ khá là dài, cái lời nhắn nó cũng sẽ khá là chi tiết, cho nên là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ở lại với Chi ha.
Cảm ơn tất cả mọi người đã like, đã comment, đã ủng hộ cho kênh của Chi, đã luôn luôn ủng hộ cả về mặt tinh thần lẫn mặt vật chất cho kênh của Chi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ Chi sẽ chuyển sang tụ ba. Xin chào các bạn tụ ba. Ngày hôm nay khá là đuối, bởi vì là các tụ ngày hôm nay Chi cảm nhận được cái nguồn năng lượng rất là nặng nề của mọi người ấy. Mỗi một tụ đều có những cái nguồn năng lượng mà nó rất là nặng nề, cho nên là Chi nghĩ rằng là cái video này, cái chủ đề này nó ra đúng lúc mà một số bạn rất là cần nghe ở trong cái khoảng thời điểm này. Ok, chúng ta sẽ đến với tụ cuối cùng là tụ 3. Các bạn chọn một cái mặt đá cẩm thạch hình tam giác rất là đẹp. Trông rất là cổ. Đây là cái mặt chỉ gọi là mặt sinh đôi, cùng hai cái mặt nó giống hệt nhau á, nhưng mà chỉ được ấy và những cái viền và những cái bạc khác nhau thôi. Thì chỉ có để cái đường cái gì nhỉ, cái tên của cái Instagram mà chi có những cái mặt đá này ha, cho những cái bạn mà đang hỏi. Ok, đợi chi uống nước. Không biết mọi người có nghe nhạc không? Mấy bạn ở dưới này tối nay mở nhạc rất to và rất thích nghe những sản phẩm của King of Rap. À, không phải, Rap Việt. Ok, lại đến với tụ 3. Các bạn đang cần nghe gì ngay tại thời điểm này? Cảm giác như là tụ 3 này các bạn đang có một cái âm mưu gì đó rất là lớn ấy. Đang có một cái thổn thức gì đó rất là lớn, không biết là chuyện tình cảm hay là công việc hay là ủ mưu ấy. Nói đúng hơn là cái tự ủ mưu, ủ một cái mưu gì đó rất là lớn trong trong im lặng. Có một cái tụ nào đó trong một cái chủ đề nào đó mà Chi cũng đã từng nói về cái việc này rồi, nhưng mà cái tụ 3 ngày hôm nay cũng vậy. Đang có một cái kế hoạch nào đó mà rất là khát khao và ước mơ nó thành công á. Tụ 3, năng lượng dành cho tụ 3, thông điệp ngay tại thời điểm này dành cho tụ 3. Ôi, các bạn có Material Harvest. Tụ 3 này có vẻ là nhẹ hơn hai tụ trên một chút. Bởi vì đấy, Chi cứ có một cái cảm giác là các bạn tụ 3 hay chọn tụ 3, tụ 3 huyền thoại ấy, là những bạn mà ở cái khoảng thời gian đầu năm vừa qua, nửa đầu năm trở về đầu năm, nửa đầu năm nó rất là khó khăn, liên tục thức tỉnh đối với các bạn, cho nên là cái khoảng thời gian 3 tháng cuối cùng này nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Không phải là các bạn sẽ không gặp thử thách hay bài học gì nữa, bởi vì Chi vẫn cảm giác là cái năm nay, đặc biệt là cái tháng 10 này, các bạn có hai full moon, các bạn có hai hai trăng tròn. Một trăng tròn là harvest moon, có nghĩa là trăng thu hoạch ấy. Còn một trăng tròn là blue moon, trăng xanh, và một cái super new moon nữa, cho nên là cái sự xoay chuyển ở trong cái inner self, cái tôi bên trong của tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, cho nên là nó sẽ vẫn có những cái trigger, nó vẫn sẽ có những cái tình huống thử thách để cho cái level của bạn nó được nâng lên tầng cao hơn nữa. Nhưng mà chi có một cái cảm giác nhẹ nhàng hơn, kiểu như sau khi mà hai tụ trên rất là nặng nề thì đến cái tụ 3 này chi cảm giác như thở thở dài một cái, thở nhẹ một cái. Ok, tụ 3. Cho dù các bạn có hay chọn tụ 3 hay không thì cái lời nhắn này cũng sẽ dành cho các bạn thôi. Có nghĩa là cái khoảng thời gian vừa qua chị nghĩ rằng là các bạn đã phải thở thở phào nhẹ nhõm hơn rất là nhiều. Năng lượng, thông điệp dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho tụ 3 ngay tại thời điểm này.
thông điệp dành cho tụi ba ngay tại thời điểm này? Thông điệp dành cho tụi ba ngay tại thời điểm này. Thông điệp dành cho tụi ba ngay tại thời điểm này. Khoảng thời gian sắp tới có thể các bạn sẽ gặp lại một người bạn cũ nào đó nhé. Chị, tại vì khi mà chị trải bài cho các bạn á, sau khi mà trải bài xong cái năm lá kia thì chị có một cái cảm giác là có một cái người bạn cũ nào đó họ sẽ đến thăm các bạn, hoặc là bạn trở về một nơi nào đó mà bạn gặp cái người bạn cũ đó, hoặc là có một cái kết nối với cái người một người bạn cũ nào đó. Có thể là các bạn đã có từng có xích mích, hiểu lầm, hoặc là lâu lắm rồi không có liên lạc với nhau chẳng hạn, thì cái khoảng thời gian sắp tới khi mà các bạn có cái sự kết nối với nhau á, nó sẽ rất là tuyệt. Nó sẽ là những cái cuộc hội ngộ rất là nhẹ nhàng, chia sẻ với nhau, mọi thứ nó rất là thân thiết và gia đình kiểu như vậy á. Nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi. Mọi thứ nó như kiểu là một cái điều tuyệt tích cực nào đó đến với các bạn một chút, để cho các bạn có thể nạp tiếp cái năng lượng của mình để đi tiếp á. Kiểu như vậy. Kiểu như là tự nhiên gặp lại cái người bạn đó, rủ đi cà phê ăn uống, thì là một cái sạc pin rất là nhẹ dành cho cái năng lượng của mình á. Rất là dễ thương. Lời nhắn dành cho tụi ba ngay tại thời điểm này. Lời nhắn cho tụi ba ngay tại thời điểm này. Lời nhắn dành cho tụi ba ngay tại thời điểm này. Ok, ta sẽ xem là, đợi chi một chút xíu, mỏi người quá. Lúc nào mà mỏi người á, tại vì mấy ngày hôm nay, cả một tuần nay cảm thấy mỏi người là y như rằng Đà Nẵng đang bão, đang mưa to, kiểu như là cứ trái gió trở trời là người chi hay bị đau nhức như người già ấy mọi người. Mặc dù là yoga tập luyện rất là dữ, cơ thể cũng khá là dẻo dai, nhưng mà cứ đến lúc nào mà trở trời một phát là y rằng biết luôn. Các bạn có spiritual union, yeah, các bạn sẽ gặp lại một cái người bạn nào đó rất là có ý nghĩa trong cuộc đời của các bạn, đặc biệt là ở cái khoảng thời gian này. Có một cái sự kết nối lại nào đó, hoặc là với một cái người yêu cũ của các bạn, nhưng mà chỉ có một cái cảm giác là các bạn gặp lại cái, không phải là người yêu cũ ngay, một cái người yêu cũ mà các bạn đã có cái thời gian để chữa lành rồi, và khi các bạn gặp cái người này nó sẽ rất là healing á. Nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi, nó sẽ rất là nhẹ nhàng, tình cảm tích cực và trôi chảy thôi, chứ nó không mang một cái năng lượng là giận dữ hay là hằn học gì nhau cả. Các bạn có recognition and reward. Các bạn có intuition. Chết rồi, cái tụ này tốt quá, toàn lá đẹp. Các bạn có intuition. Các bạn có moving on. Ok, các bạn có conflict and defeat. Các bạn có material harvest. Ok. Đối với tất cả những cái lá mà hiện lên ở đây thì chị thấy rằng là có thể trong cái khoảng thời gian vừa qua các bạn học được rất là nhiều bài học qua những cái sự xung đột với người khác, hoặc là trong cái mối tình, cái câu chuyện tình cảm cũ của các bạn, hoặc là với một cái người bạn nào đó đấy, thì các bạn đã từng có cái xung đột rất là nhiều, hoặc là cái khoảng thời gian vừa qua trong công việc của các bạn cũng xung đột rất là nhiều, và nó khiến các bạn rất là mệt mỏi. Các bạn đã phải bước đi khỏi rất là nhiều thứ. Và chị thấy rằng là cái khoảng thời gian này và sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà bạn hội ngộ lại với rất là nhiều những cái linh hồn gia đình của các bạn. Vừa nãy thì nó có hiện lên cái lá Council of Light, cái gia đình ánh sáng, cái hội đồng ánh sáng của các bạn á. Và cái hội đồng ánh sáng này, khi mà chị nhìn thấy nó thì chị lại cảm nhận được cái nguồn năng lượng của gia đình ánh sáng của bạn, gia đình linh hồn của bạn á. Là bạn sẽ, cái lá Spiritual Union này, chị cảm giác như bạn không chỉ là với một người và không phải là người yêu cũ đâu, mà là
Không phải là kiểu yêu lại người yêu cũ, mà không phải là những bạn mà đang cố gắng mong muốn là quay lại với người yêu cũ thì chị không cảm nhận thấy cái điều đó. Nhưng mà chị đang cảm nhận là các bạn hội ngộ lại với một số những cái linh hồn nằm trong cái thành viên linh hồn gia đình linh hồn của mình á. Và cái việc đó nó khiến cho các bạn được sạc pin rất là nhiều trong cái khoảng thời gian vừa rồi, à, trong cái khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì cái khoảng thời gian vừa qua nó rất là mệt mỏi đối với các bạn, và các bạn đã phải cái khoảng thời gian cả một năm vừa qua nó rất là mệt mỏi, và nó khiến cho các bạn phải bước đi khỏi rất là nhiều thứ. Cho nên là cái khoảng thời gian này sẽ là cái khoảng thời gian harvest, vừa mới nhắc đến harvest moon là trăng trăng thu hoạch, thì các bạn có material harvest, tất cả những cái gì nó thuộc về cái thế giới vật lý này của các bạn, cái thế giới vật chất này của các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, nó sẽ là cái mùa thu hoạch rất là lớn từ công việc, tài chính, sự nghiệp, học tập. Chặng đường định hướng tương lai của các bạn, hay là những cái mối quan hệ xung quanh bạn bè, gia đình, tình cảm của bạn, tất cả mọi thứ nó như là một cái sự thu hoạch rất là tuyệt vời. Đặc biệt là kể cả là về, không chỉ là về mặt vật chất của các bạn, mà với lá spiritual union cũng như là intuition ở đây thì chị thấy là cái khả năng trực giác của các bạn, cái tâm linh, cái ngôi đền tâm linh của các bạn nó cũng sẽ được lên một cái level mới, nó được mở ra một cái ánh sáng mới, mở ra một cái cánh cửa mới, và bạn thậm chí là bạn sẽ phát hiện ra mình có một cái khả năng tâm linh nào đó, mình có một cái trực giác rất là mạnh, và mình có một cái quyền năng nào đó. Ví dụ như là có một số những cái khả năng ở trong tâm linh như là nghe này, hay là thấu thị này, hay là thấu thính này, hay là thấu vị này, hay là thấu cảm này. Nói chung là các bạn có thể tìm hiểu về những cái đó ở trên mạng, hoặc là bằng bằng nguồn tiếng Anh. Các loại clair á, mà như các bạn đã biết á, thì có thể là trong cái khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ nhận ra được rằng là mình có một loại clair nào đó, có một cái loại thấu nào đó mà các bạn có, và các bạn sẽ có cái khả năng để mà phát triển nó trong cái khoảng thời gian sắp tới. Các bạn có change the masculine purity. Rất nhiều sóng gió xảy ra trong cái khoảng thời gian vừa qua. Trong đây là một cái tụ mà chị thấy là có những cái con số rất là lớn, cho nên là chị thấy rằng là có vẻ như là những cái mà nó change này, nó là cả năm vừa qua, nó là cái sự thay đổi rất là lớn, nó là những cái thay đổi, nó là những cái sét đánh, nó là những cái bão tố rất là lớn. Cho nên là cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà đặc biệt là cái khoảng thời gian này nó cũng đang có một cái sự thay đổi nào đó mà bạn chưa đủ cái dũng cảm để mà đứng lên á, để mà thực hiện cái quyết định đó, cái sự lựa chọn đó, hoặc là bạn đang muốn đầu tư vào một cái gì đó, hoặc là bạn đang muốn phát triển cái khả năng trực giác của mình nhưng mà bạn vẫn còn đang nghi ngờ bản thân á, thì cái khoảng thời gian sắp tới hãy nhớ rằng là bạn sẽ được cân bằng lại cái masculine energy này, cái năng lượng nam tính á, có nghĩa là cái sự trải nghiệm này, cái sự thử thách bản thân, cái sự quyết đoán, cái sức mạnh để cho mà mình có thể vượt qua tất cả những cái thử thách á, thì cái masculine này của bạn, cái power, cái quyền năng nam tính của các bạn nó sẽ được cân bằng lại rất là nhiều. Đặc biệt là các bạn có cả the masculine lẫn intuition ở đây, là các bạn sẽ cân bằng lại được cả yin và yang ở trong cái năng lượng của mình, cả phần nam tính lẫn phần nữ tính, cả phần quyết đoán hành động lẫn phần trực giác cảm xúc của mình, tâm linh của mình ở trong cái phần năng lượng của mình, và nó là một cái điều rất là tuyệt vời. Thậm chí là cái điều này có thể là các bạn làm một cái công việc gì đó tâm linh hoặc là nghệ thuật. Như chị nói ấy, là cả ba tụ ngày hôm nay nó đều liên quan rất là nhiều đến cái hành trình tâm linh, đến cái đến đến cái sứ mệnh chữa lành, nhưng mà chị có cảm giác là nếu như các bạn làm trong cái lĩnh vực chữa lành hoặc là nghệ thuật nhá, hoặc là truyền thông, thì trong cái khoảng thời gian sắp tới các bạn sẽ nổi tiếng ở trong cái cộng đồng của các bạn, có nghĩa là có những cái câu nói, ngôn từ, sản phẩm, có những cái gì đó mà nó có cái sức ảnh hưởng lên mọi người, và mọi người sẽ rất là tung hô, sẽ rất là ủng hộ, bảo vệ, cũng như là đi theo cái, không phải là đi theo mà là trân trọng cái sự trao đi đó của bạn dành cho mọi người. Đó là cái tiếng nói của bạn, cái sản phẩm của bạn, bạn trao đến cho mọi người, bạn mong muốn một cái sự nâng cao nhận thức, bạn mong muốn một cái sự chữa lành, cũng như là cái việc mà các bạn có thể mang lại cái sự chữa lành đến cho những người khác, cũng như là nhận thức cao hơn đến cho những người khác, đến một cộng đồng nào đó. Thì có thể là trong cái khoảng thời gian rất dài vừa qua, rất nhiều cái sự thay đổi đến với các bạn, và các bạn không cảm giác được rằng là mình thực hiện được cái điều đó, thì cái khoảng thời gian sắp tới nó sẽ hoàn toàn để cho bạn thấy rằng là bạn không uổng công để đi qua tất cả những cái sự thay đổi đó, và nó sẽ khiến cho bạn thấy rằng là bạn đang thành công, bạn sẽ thành công ở trên cái sứ mệnh của mình, cái mà bạn đang mong muốn á.
Các bạn có soak in bath, clean your space và rest và use your hand. Đây là những cái lời khuyên cho các bạn ở trong cái thời điểm này. Trong cái thời điểm này, cái lời nhắn nhủ khi mà bốn cái lá này hiện lên á, thì chị có thể thấy rằng là cái điều đầu tiên mà các bạn cần làm á, bởi vì các bạn đã trải qua rất là nhiều những cái sự thay đổi ở trong cái phần năng lượng của mình, ở trong cái hành trình của mình, cho nên là cái việc mà các bạn cần phải dọn dẹp cũng như là làm sạch lại cái môi trường sống, cơ thể cũng như là cái nơi thiêng liêng mà các bạn đang sống, cái môi trường xung quanh các bạn á, là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì các bạn biết không, khi mà các bạn thay đổi rất là nhiều, các bạn trải qua những cái cảm xúc hỉ nộ ái ố, trải qua những cái sự chữa lành, những cái thử thách, các bạn mang tất cả những cái năng lượng đó về nhà. Thậm chí là khi mà các bạn buồn bã, hay là các bạn thất vọng, giận dữ, hay là các bạn hạnh phúc, vui đùa, thì tất cả những cái năng lượng đó nó đều ở trong tất cả những cái thứ mà nó ở xung quanh cái môi trường sống của bạn. Tất cả mọi thứ đều là năng lượng. Cho nên hãy làm sạch tất cả những cái điều đó, để cho mà mình vừa có cái việc là khi mà bạn clean một cái gì đó, khi mà bạn làm sạch một cái gì đó, lau chùi một cái gì đó, thì đó cũng là cái động tác về mặt năng lượng. Các bạn lau chùi lại cái nguồn năng lượng của mình, thanh lọc lại cái nguồn năng lượng của mình. Và hơn hết là khi mà các bạn lau chùi và thanh lọc cái nguồn năng lượng sống, cái môi trường sống của các bạn, cái năng lượng của bạn nó sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều, nó sẽ được thanh lọc hơn rất là nhiều. Cho nên là hãy lau chùi nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa, dọn đi tất cả những cái đồ dùng nó không cần thiết nữa, những cái đồ vật mà hoặc quần áo mà nó đã là cái năng lượng cũ của bạn rồi, thì đem đi từ thiện hoặc là làm thế nào đó để mà đưa chúng ra khỏi cái môi trường sống của bạn. Và sau đó là đi tắm, ngâm mình trong một cái bồn tắm, ngâm mình trong một cái bồn tắm với đá, với nến, với nhạc tần số, hay là kể cả là các bạn có thể tắm vòi hoa sen thôi cũng được. Các bạn đứng dưới cái vòi hoa sen đó, bật nhạc lên, cắm nến lên, và tưởng tượng rằng là cái nguồn năng lượng của nước nó cuốn trôi đi, nó thanh lọc tất cả những cái năng lượng xấu ở trong cái vầng hào quang của các bạn. Và cái điều này được thực hành rất là nhiều trong cái việc là nó gọi là cái spiritual bath á, nghĩa là tắm tâm linh á, có nghĩa là cái khoảng thời gian tâm linh của các bạn ở trong nhà tắm á, để các bạn có thể gột sạch được tất cả những cái gì nó ở trong cái vầng hào quang của mình. Thì đó là cái điều rất là cần thiết ở trong cái thời điểm này dành cho các bạn. Cái thứ tiếp theo nữa là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Những cái sự thay đổi rất lớn trong cái khoảng thời gian vừa qua nó đã khiến các bạn mệt mỏi rồi, cho nên là dành thời gian ngủ nghỉ đủ hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn. Nếu như các bạn vừa trải qua một cái sự thay đổi lớn nào đó trong cái sự nghiệp của mình, hoặc là tình cảm, hoặc là bất kỳ một cái gì đó trong cái chặng đường chữa lành của mình, nhưng chị không cảm giác được là nó là về chuyện tình cảm đâu. Nó là một cái gì đó cũng có thể, nhưng mà nó là một cái gì đó rất là lớn, nó là một cái gì đó thức tỉnh lên một cái level mới. Cho nên bạn sẽ cần rất là nhiều những cái khoảng thời gian để mà nghỉ ngơi. Hãy dành cho mình cái khoảng thời gian ngủ nghỉ, hoặc là thiền, hoặc là khi mà các bạn đi ngủ, các bạn có thể bật nhạc thiền ngủ để cho mà bản thân mình có cái thư giãn hơn, hoặc là trước khi đi ngủ thì ngâm chân, ngâm tay, hoặc là làm thế nào đó để cho mình có cái cảm giác thư giãn hơn, hoặc là xông tinh dầu để mà mình có thể đi vào một cái giấc ngủ mà nó chất lượng trước khi đi ngủ. Và sau khi thức dậy thì đừng có bấm điện thoại hoặc là tiếp xúc với những cái thiết bị điện tử ngay lập tức, mà dành cho mình những cái khoảng thời gian như là đọc sách trước khi đi ngủ, hoặc là ngâm chân tay trước khi đi ngủ. Và thử một hôm thôi, các bạn để tất cả những cái thiết bị điện tử bên ngoài cái phòng ngủ của mình mà xem. Nó khó, nó rất là khó, chị hiểu cái điều này. Nhưng mà khi mà các bạn làm được, các bạn sẽ thấy là mình thực sự nghỉ ngơi. Chỉ cần một đêm, hai đêm, ba đêm thôi, và các bạn sẽ thấy rằng là các bạn nghiện với cái việc là chăm sóc lại cho cái giấc ngủ của mình. Tiếp theo nữa là dành thời gian để mà sáng tạo. Dành thời gian sử dụng cái đôi bàn tay của mình để mà làm một cái điều gì đó. Có thể là bạn có một cái đôi bàn tay rất là chữa lành, có thể là có bạn muốn đi theo học những cái như là massage therapy chẳng hạn, kiểu như là trị liệu bằng massage, hoặc là bằng reiki, hoặc là bằng đặt tay reiki, hoặc là massage, hoặc là gì nữa nhở, có rất là nhiều thứ liên quan đến bàn tay mà chị quên mất, đang không nhớ ra. Nhưng nó tóm lại là bạn có một cái, hoặc là bạn chỉ cần chạm hoặc ôm vào một cái người nào đó thôi là bạn đã có một cái nguồn năng lượng rất là chữa lành đến với cái người đó rồi. Cho nên hãy nâng cái tầm cao cho cái bàn tay của mình hơn, học một cái gì đó mà để cho bàn tay của mình nó được có thể hoạt động được nhiều hơn, ví dụ như là đan lát, làm gốm, và thực sự trải nghiệm cái việc là cái đôi bàn tay, cái năng lượng đôi bàn tay của mình á, nó được trải nghiệm cái nguồn năng lượng của cái việc là bạn tạo
tạo ra một cái gì đó, như là làm gốm, như là đan lát, thêu thùa, hay là vẽ vời tô màu bất kỳ một cái gì đó với đôi bàn tay của bạn, thì hãy cảm nhận cái năng lượng của đôi bàn tay của mình. Bởi vì đôi bàn tay của bạn có một cái hệ thống luân xa rất là độc đáo. Hệ thống luân xa trong cái năng lượng của chúng ta rất là chằng chịt. Chúng ta có 7 cái cổng luân xa chính, nhưng rất nhiều những cái luân xa phụ cũng như là cái hệ thống luân xa khác nữa. Thì trên cái đôi bàn tay của chúng ta đã có rất là, đã có cái hệ thống luân xa của riêng nó rồi. Và ở cái điểm giữa của cái đôi bàn tay này, nó có một cái cổng năng lượng. Và nó sẽ, bạn cứ lên tìm và thực hiện, thực hành tất cả những cái bài tập về cái năng lượng ở cái đôi bàn tay của mình. Và hoặc là tìm những cái cách để mà sáng tạo với cái đôi bàn tay của mình, như Chi vừa mới nhắc đến là làm gốm, tô vẽ hay là đan lát. Các bạn sẽ cảm thấy được cái nguồn năng lượng của đôi bàn tay của mình. Trong cái lúc mà làm cái việc đó, hãy thiền với nó. Hãy cảm nhận cái năng lượng của đôi bàn tay của mình, chứ không phải là làm nó một cách vô thức, hay là làm nó vừa xem TV hay xem một cái gì khác. Không, hãy làm nó và thực sự cảm nhận cái nguồn năng lượng của nó. Ok, tiếp theo chúng ta có soulmate và give your relationship a chance. Ok, thực sự á, là với hai cái lá này, Chi vẫn không cảm nhận được cái nguồn năng lượng của tình cảm đôi lứa, mà Chi cảm nhận được một những cái nguồn năng lượng của những cái người mà Chi nói với các bạn á, là thuộc trong cái gia đình linh hồn của các bạn á, những cái người mà có cái sự kết nối linh hồn với các bạn. Và trong cái khoảng thời gian sắp tới, các bạn sẽ mở cửa cho rất là nhiều những cái, hoặc là cái sự quay lại của một người bạn, một cái sự quay lại của một người yêu cũ, nhưng mà trên cái năng lượng là làm bạn, trên cái năng lượng là làm tri kỷ, trên cái năng lượng là kết nối lại để mà hỗ trợ nhau, để mà giúp đỡ nhau. Hoặc là những cái người mới đến với các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới, thì các bạn mở cổng, các bạn mở cửa cái trái tim của mình để đón nhận những cái nguồn năng lượng mới đó. Và đó sẽ là cái điều rất là tuyệt vời. Và nếu như ở trong một vài phần trăm nào đó mà đó sẽ là cái người mà các bạn cảm thấy là kết nối còn trên cả mức tri kỷ, là các bạn muốn kiểu như là tiến thêm một bước, nâng cao thêm một bước, là đến với nhau trong cái tình cảm đôi lứa, thì đó là cái sự lựa chọn và cái quyền lựa chọn của các bạn, chứ không can thiệp vào cái điều đó ha. Tiếp theo là chúng ta có 5 of Pentacles và 6 of Pentacles. Đừng lo lắng về những cái chuỗi ngày thử thách của các bạn trong cái nguồn năng lượng tài chính nữa. Bởi vì cái nguồn năng lượng này giống tụ 1 này, 6 xu này, là các bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng tài chính nó flow xuống, nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều, để cho các bạn không có cảm thấy khó khăn, thử thách nữa. Các bạn sẽ không cảm thấy mệt mỏi với cái nguồn năng lượng tài chính của mình nữa. Các bạn sẽ được hỗ trợ rất là nhiều. Khi nào, khi các bạn thoát ra được cái kiểm soát này, có nghĩa là các bạn kiểm soát trong cái việc là kiểm soát cái suy nghĩ của mình, trong cái việc, trong cái sự sợ hãi của mình, rằng là mình không có kiếm đủ tiền, mình sẽ không được thế này thế kia, hoặc là mình sẽ, khi mà mình thay đổi cái nghề nghiệp này thì mình sẽ có ít tiền hơn. Nói chung là bạn đang tự có cho mình một cái hộp. Và khi mà bạn bước ra khỏi cái hộp, bạn cầm cái chìa khóa ở cái góc này lên và bạn mở cái cánh cửa đó ra, đó là cái thông điệp ngày hôm nay. Cầm cái chìa khóa lên, mở cái cánh cửa đó ra, bước ra ngoài, trả cái sự tự do cho cái tâm trí của mình, không còn lo lắng về những cái điều đó nữa, thì cái nguồn năng lượng này nó sẽ đến. Cái việc này Chi rất là hiểu. Chi biết rằng là mọi người nói rằng là, mọi người comment rất là nhiều về cái chuyện rằng là trải qua thì mới khó, nói thì dễ các thứ. Nhưng mà nếu như Chi không trải qua, Chi sẽ không bao giờ tự tin nói về cái điều đó. Bởi vì bản thân Chi là một cái người trải qua rất nhiều vấn đề liên quan đến mặt tài chính. Kể cả cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà Chi kết thúc cái việc đọc bài riêng á, trải bài riêng á, Chi không có trải bài riêng nữa. Chi đã rất rất lo lắng, Chi đã rất là lo lắng với cái nguồn tài chính của mình. Nhưng khi Chi nghĩ rằng là tất cả mọi thứ nó đều có divine plan, có nghĩa là đều có những cái sự sắp đặt một cách thiêng liêng rồi. Nếu như bản thân mình giữ vững cái ý nguyện rằng là mình muốn chữa lành cho người khác, và mình cần phải nâng cao cái khả năng của mình để mà mình có thể càng ngày càng giỏi hơn trong cái việc là giúp đỡ những cái người khác á, thì tất cả những cái sự thay đổi mà vũ trụ thôi thúc, hãy nghe theo nó. Cho nên là có một cái khoảng thời gian vừa qua, Chi rất là thôi thúc để kết thúc cái việc trả bài riêng, tập trung vào cái việc là mình gieo trồng những cái hạt giống bằng cái cách là dạy lại cho những người khác, hoặc là bằng cái cách là mình cần phải học thêm một cái kỹ năng nào đó, dừng lại cái việc trả bài riêng để dành thời gian học thêm một cái kỹ năng nào đó. Thì đó là cái mà Chi đang được thôi thúc. Và cái khoảng thời gian vừa qua, khi mà Chi chấm dứt cái việc đó, có thông báo ở trên Instagram rằng là Chi không trả bài riêng nữa, thì đã rất là nghi ngờ bản thân mình và ở trong cái trạng thái là lo lắng như thế này vì không có tiền. Nhưng khi Chi bắt đầu có một ngày Chi thức dậy và Chi nghĩ rằng là
Nó đều có divine plan cả, nó đều có những cái kế hoạch thiêng liêng cả. Và mình không nghi ngờ nó nữa. Mình làm theo những cái gì mình được thôi thúc thì bắt đầu mọi chuyện được flow một cách rất là tự nhiên. Những cái nguồn tài chính, những cái cơ hội, những cái sự học hỏi mới, những cái điều mới, cơ hội mới nó đến với mình, nó flow ra một cách rất là tự nhiên. Và đó là những cái hành trình, đó là những cái bài học mà chị học đi học lại trong cái hành trình mà chữa lành về cái vấn đề tài chính của mình. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng càng lúc chị giải quyết được cái vấn đề đó một cách nhẹ nhàng hơn thì nó càng ít đi hơn. Là cái khoảng thời gian đầu năm nay gặp rất nhiều vấn đề về cái năng lượng tài chính mà chị đã phải cố gắng thả trôi hơn rất là nhiều. Và đến cái thời điểm này là cái thời điểm mà một lần nữa lại lặp lại cái pattern đó, lại lặp lại cái vòng lặp đó, rằng là mình lại lo lắng. Thì khi mà mình trải ra một cách nhẹ nhàng hơn, mình để cho nó flow, mình để cho nó trôi đi một cách nhẹ nhàng, mình không nghĩ nữa, kiểu như là cái năng lượng của cái việc asset, kiểu mặc kệ nó ấy, và tin tưởng hoàn toàn vào vũ trụ, thì lúc đó mọi thứ nó về rất là nhanh, mọi thứ nó trôi một cách rất là tuyệt vời. Cho nên chị chỉ muốn nói rằng là nếu như chị không trải qua, chị sẽ không bao giờ có thể đồng cảm với mọi người và nói một cách tự tin đến như vậy. Các bạn có The Tower cũng như là The Sun. Yeah, mọi người thấy không? Sau cái cơn bão này, sau cái cơn mưa này, nó là cái mặt trời rất là sáng. Mọi người có thấy là cái năng lượng của mọi người rất là đẹp dưới cái ánh nắng mặt trời không? Cho nên là bất kỳ điều gì mọi người đang sợ hãi, mọi người đang phải thay đổi, đặc biệt là tụi ba nó có một cái từ khóa thay đổi rất là lớn. Có thể là các bạn đang trải qua một cái ngưỡng thay đổi nào đó về mặt sự nghiệp, công việc hoặc là về mặt tình cảm, và nó khiến cho các bạn cảm thấy rằng là hơi bị choáng váng một chút xíu và cảm thấy rằng là chết rồi, không biết là mình lại phải trải qua một cái bài học như vậy hay không, chẳng lẽ là mình lại quay về con số 0? Không, vũ trụ đang muốn nói với bạn rằng là bạn không hề quay về con số 0, mà bạn nâng cái level của mình lên một tầm cao hơn nữa. Và đây là một cái nguồn năng lượng rất là nhẹ nhàng rồi. Có thể là đây là một cái thử thách mà nó lại đến với bạn một lần nữa, nhưng bạn để ý mà xem cái cách mà bạn đối mặt với nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều tụi bạn. Các bạn sẽ đối mặt với nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, trực giác hơn rất là nhiều và nhẹ, trôi nhẹ hơn rất là nhiều. Cho nên đó là một cái tín hiệu rất là mừng đến với mọi người. Và khi mọi người trôi nhẹ, đây là cái lời nhắn dành cho mọi người. Một cái mặt trời mới, một cái vật, những cái nguồn vật chất, những cái nguồn tài chính mới, những cái nguồn thịnh vượng mới đến với mọi người. Những cái nguồn năng lượng, tình cảm mới, tri kỷ mới nó đến với mọi người. Rất là tuyệt vời. Các bạn có Priestess, the High Priestess. Đây là một lá nữa khẳng định trong cái việc là cái trực giác của mọi người sẽ rất là tuyệt vời trong cái khoảng thời gian sắp tới. Birthing a new age. Anna và grandmother Anna. Các bạn đang được hướng dẫn bởi cái hội đồng ánh sáng của mình. Các bạn đang được hướng dẫn một cách rất là gần gũi, chặt chẽ, cũng như là từng bước một bởi cái hội đồng ánh sáng của mình. Cho nên là đấy, divine plan, mọi người thấy không? Chỉ nhắc đi nhắc lại đến cái từ divine plan từ nãy đến giờ. Cái kế hoạch thiêng liêng nó được tạo ra cho mọi người rồi. Cho nên đừng sợ hãi những cái thay đổi này. Đừng sợ hãi rằng là cái thay đổi này khiến cho mình lại quay trở về con số 0. Không có. Hoặc là có những cái bạn mà các bạn đến với cái sứ mệnh của mình, các bạn đi một cái chặng đường nào đó mà các bạn nghĩ rằng là cái này nó dành cho mình rồi, nhưng cái thời điểm này nó lại kết thúc, nó lại thôi thúc các bạn thay đổi một lần nữa. Và các bạn nghĩ rằng là chẳng lẽ mình lại chọn đi hướng sai? Không phải, như chị cũng vậy thôi. Chị nghĩ rằng là cái việc trải bài nó là cái sứ mệnh cuối cùng của mình rồi, nhưng không phải. Chị vẫn tiếp tục nâng cao cái level, cái tiềm thức của mình cũng như là cái khả năng của mình để có thể trao đi cái sự giúp đỡ nhiều nhất có thể, tập trung vào cái việc là giúp đỡ nhiều nhất có thể. Thì khi đó các bạn mở ra một cái cổng mới dành cho mình, các bạn nâng cao một cái level nữa, các bạn mở ra một cái thế giới, một cái vũ trụ mới nữa dành cho bản thân mình, một cái kỷ nguyên mới nữa dành cho cái ánh sáng trong cái bản thể ánh sáng của mình. Và từ cái điều này mà các bạn có một cái sự tái sinh mới. Và cái sự tái sinh này nó thật sự, để mà nói với tụi bà, nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với những cái gì mà các bạn đã từng phải trải qua. Cho nên là hãy yên tâm đi, mọi thứ nó sẽ trôi đi nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với tất cả những cái gì mà các bạn trải qua. Nó giống như kiểu là bạn là một cái level cao hơn của tụi một ấy. Nghĩa là
không còn cái gì mà có thể làm các bạn sợ hãi nữa rồi. Còn tụ một là đang ở cái ngưỡng cửa là bước qua cái sự sợ hãi đó, thì các bạn đang ở cái ngưỡng cửa của việc là thay đổi một lần nữa, nhưng mà nó sẽ không quá là sợ hãi như những tất cả những cái gì mà nó đã từng xảy ra đối với bạn. Bạn tin tưởng nhiều hơn, bạn nhẹ nhàng trôi theo vũ trụ hơn, cho nên là nó mới có cái nguồn năng lượng mà rất là trực giác như thế này. Nó rất là tâm linh, nó rất là trực giác, có nghĩa là chị cảm giác là cái tụ ba là một cái nguồn năng lượng của các bạn, mà các bạn đang có một cái sự kết nối rất mạnh mẽ với linh hồn của các bạn á, rất mạnh mẽ với độ bảo hộ tâm linh, rất mạnh mẽ với vũ trụ, cho nên là các bạn flow một cách rất là nhẹ nhàng, các bạn trôi một cách rất là nhẹ nhàng, và tất cả mọi thứ nó sẽ được đền đáp một cách rất là xứng đáng dành cho các bạn ở phía trước. Nó là những cái sự thịnh vượng, nó là những cái sự thậm chí là nổi tiếng, nó là những cái, chứ không nói nổi tiếng ở đây là fame, kiểu như là các bạn muốn nổi tiếng, mà là các bạn sẽ được biết tới với những cái mà mình bỏ ra, với những cái công sức mà mình bỏ ra, và các bạn sẽ được công nhận với cái điều đó. Chứ không nói là mọi người làm để mà được công nhận, nhưng khi mà mọi người được công nhận, khi mà các bạn được mọi người, cái được cộng đồng công nhận, thì cái tiếng nói của các bạn sẽ có cái giá trị hơn, và các bạn sẽ mang lại được nhiều điều ý nghĩa dành cho cộng đồng của chính mình hơn. Đó là cái lời nhắn dành cho các bạn. Các bạn có light and love, protected và animal. Cái hướng đi của các bạn đang là cái hướng đi rất là đúng. Các bạn đang hướng tới cái tình yêu và ánh sáng. Các bạn đang đi một cái chặng đường hướng tới tình yêu và ánh sáng. Và cái sự thay đổi ở cái thời điểm này á, nó sẽ không làm các bạn trạch khỏi cái đường ray đó đâu. Nó sẽ là cái sự thay đổi được bảo vệ bởi các tổng lãnh thiên thần, bởi các thiên thần, bởi đội bảo hộ tâm linh, bởi vũ trụ, để các bạn có thể tiếp tục thực hiện cái đường ray của mình, tiếp tục đi trên cái đường ray của mình, tiếp tục thực hiện cái sứ mệnh tình yêu và ánh sáng của mình với một cái level cao hơn, và nó đúng với cái sứ mệnh của bạn hơn, cái đúng với cái sứ mệnh cuối cùng của bạn hơn. Cho nên là hãy tin tưởng cái hành trình này, cái tin tưởng những cái sự thay đổi này. Và hơn nữa, các bạn cũng đang được thôi thúc để kết nối với động vật rất là nhiều. Có thể là có những bạn đang được thôi thúc để mà làm một cái công việc gì đó bảo vệ cũng như là chữa lành cho những cái loài động vật, hoặc là bảo tồn, hoặc là làm gì đó liên quan đến động vật hoang dã, hoặc là các bạn đang được thôi thúc để mà tiếp xúc với động vật nhiều hơn, kết nối với động vật cũng như thiên nhiên nhiều hơn, để có thể lắng nghe cái sự hướng dẫn từ đội bảo hộ tâm linh của mình nhiều hơn. Các bạn có Don't Back Down, Divine Plan, Divine Passion. Cái sự thay đổi này nó là cái sự thay đổi hướng bạn tới cái đam mê đích thực của bạn. Có thể trong cái khoảng thời gian vừa qua, cho dù là bạn làm một cái công việc mình thích và đam mê, và có vẻ như là nó là cái sứ mệnh của bạn, nhưng mà ở cái chặng đường này, khi mà cuối cùng khi mà bạn quyết định thay đổi á, bạn có một cái cảm giác là bạn không có còn thuộc về nó nữa rồi, bạn hoàn thành cái hành trình đó rồi, bạn hoàn thành cái thử thách và bài học đó rồi, thì bạn thực sự lắng nghe được rằng là mình còn một cái đam mê gì đó sâu bên trong hơn nữa, thì đừng bỏ cuộc, đừng để cho tất cả những cái sự sợ hãi thay đổi để mà nó đánh lạc hướng bạn. Đây chỉ là những cái mà bạn có thể nhìn thấy rõ hơn được cái sự đam mê của mình thôi. Những cái mà nó thử thách bạn ở trong cái khoảng thời gian này, những cái thay đổi nó liên tục thay đổi trong cuộc sống của bạn á, nó chỉ khiến cho bạn nhận ra một điều rằng là bạn mạnh hơn bạn nghĩ rất là nhiều. Bạn có một cái sức mạnh vô biên hơn bạn nghĩ rất là nhiều để mà có thể thay đổi và sống bất kỳ kiểu gì mà bạn muốn ở trong cái cuộc sống này, ở trong cái luật vũ trụ này. Các bạn có receptivity. Hãy mở lòng ra để chấp nhận cái sự thay đổi này, bởi vì cái sự thay đổi này nó sẽ hướng bạn tới rất là nhiều những cái cơ hội mới, như Chi chia sẻ trong cái câu chuyện của Chi. Nó hướng bạn tới những cái cơ hội mới hoàn toàn, nâng cái level của bạn lên hoàn toàn. Mặc dù ở cái thời điểm thay đổi bạn không nhìn thấy nó đâu, nhưng khi bạn chấp nhận thay đổi rồi, bạn bước ra khỏi cái cánh cửa đó rồi, vén cái bức màn đó lên rồi, bạn mới nhìn thấy cái cơ hội mới đó. Và bạn sẽ hiểu vì sao. Chứ vũ trụ sẽ không làm việc theo kiểu lúc nào cũng làm việc theo kiểu rằng là bạn nhìn thấy rõ tất cả những cơ hội mới rồi thì bạn mới bước đi. Không. Cái bài học đó nó sẽ không bao giờ giá trị bằng cái bài học là bạn chấp nhận bước đi trước, rồi sau đó nhìn thấy những cái cơ hội đến với mình. Các bạn có start delegating Green Tara. Ok, cái lá này là một cái lá mà chị có cảm giác như là các bạn sẽ có một cái sự kết nối với độ bảo hộ tâm linh của mình, và biết được một cái khả năng trực giác nào đó của mình, cái khả năng tâm linh nào đó của mình, như lúc đầu mà chị nói á. Và cái lá cuối cùng là blossoming. Trong cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà bạn thực sự nở hoa. Bạn thực sự có một cái kết quả mà nó thực sự xứng đáng với tất cả những cái thay đổi
trong cuộc đời của bạn, trong cái khoảng suốt cái khoảng thời gian vừa qua, những cái thịnh vượng về mặt vật chất này, những cái kết nối lại với những cái linh hồn gia đình của mình này, rồi là những cái sự biết đến được công nhận ở trong cái cộng đồng của mình này. Nói chung là khi bạn chấp nhận, bước đi, buông bỏ, move on về phía trước, thì sẽ không có một cái gì có thể đánh bại được cái sức mạnh tâm linh của bạn cả. Có nghĩa là lúc đó bạn học được cái bài học trôi theo dòng. Cái bài học mà rất nhiều những cái spiritual teacher, những cái người dạy tâm linh như là Phật đó, đã từng dạy rồi. Và bạn sẽ học được cái bài học đó trong cái chặng đường này của mình. Bạn sẽ học được cái bài học trôi chảy tự nhiên, cái bài học mà trôi theo dòng, cái bài học buông bỏ, cái bài học đầu hàng nhưng không phải là bỏ cuộc. Bạn sẽ hiểu được cái cụm từ đó trong cái khoảng thời gian sắp tới, và nó sẽ khiến cho bạn nhận được những cái kết quả rất là tuyệt vời, đặc biệt là kể cả về mặt tâm linh nữa. Ok, đó là tất cả những gì mà Chi dành cho tụ ba và tất cả mọi người ngày hôm nay. Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi nói, 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ ngồi nói với mọi người. Đây là một cái trải bài mà đi vào rất là chi tiết và có rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái kiến thức mà Chi muốn nói với mọi người. Từ bây giờ trở đi, Chi cũng nghĩ rằng là những cái video mới của Chi á, nó sẽ tập trung đi sâu vào hơn cả những cái kiến thức mới nữa. Ví dụ như là ngày hôm nay Chi cũng đã nói về những cái kiến thức liên quan đến giấc mơ, những cái biểu tượng tâm linh, cũng như là cái việc chữa lành đứa trẻ bên trong. Chị cũng đã lồng ghép vào cái video của mình, và chị thực sự muốn là cái video của mình có cái chất lượng, cũng như là có những cái kiến thức, cái sự thông thái dựa trên cái kinh nghiệm và cái sự trải nghiệm của chị ở trong cái hành trình chữa lành này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ngày hôm nay đã like, đã comment, đã xem hết, đã donate, đã ủng hộ, đã cổ vũ cho Chi trong suốt khoảng thời gian vừa qua trong cái sự chuyển đổi này. Với tất cả những bạn nào đang hỏi thì Chi đã ngừng trả bài cá nhân rồi. Còn với những bạn mà đang có nhu cầu để mà học cũng như là nhận dạy Tarot thì Chi sẽ có một cái bài post sớm để cho các bạn hiểu cái cách mà Chi làm việc, bởi vì Chi sẽ không phải là kiêu căng, nhưng mà Chi sẽ chỉ nhận dạy và coaching những bạn nào mà có cái sự liên kết đối với Chi thôi. Đó là cái cách dạy của Chi, và mong mọi người thông cảm và ủng hộ Chi trên cái con đường này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.